Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh Truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Sao Anh Chưa Đến Dỗ Em Đi. Chương 31, chương trình thực tế. Anh biết 20 năm qua tôi trải qua thế nào không? Nhiễm Thuật lựa chọn đồng đội xong, còn gọi hẳn tên ra nên tất nhiên Tùy Hầu Ngọc là người đầu tiên ra sân. Đây là lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc ngoài đời. Tùy Hầu Ngọc, người luôn để mặt mộc trên các nền tảng lớn, người không cần hiệu ứng làm đẹp trong các trận thi đấu trực tiếp nhưng vẫn có thể xinh đẹp như cũ. Camera ghi hình các trận đấu đều là những thiết bị có độ phân giải HD, có thể ghi lại rõ nét từng động tác nháy mắt. Những tuyển thủ tham gia thi đấu với cường độ vận động lớn, hơn nữa đều là nam nên không ai trang điểm kỹ làm gì. Tuy nhiên những khung hình của Tùy Hầu Ngọc vẫn đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ. Lúc này khi cậu xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt trang điểm, không khỏi khiến người khác phải sáng mắt dõi theo. Quả nhiên người thật càng đẹp trai hơn nữa. Trong giới giải trí, những người đẹp thế này dù có làm bình hoa thì cũng có thể lập tức nổi tiếng. Huống chi Tùy Hầu Ngọc lại là người thuộc phái thực lực. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm ăn nhưng cậu vẫn chọn cách đem vinh quang về cho Tổ quốc, quả thật tầm nhìn sao rất rộng. Rõ ràng Tùy Hầu Ngọc lên sàn như một chàng hoàng tử, lại bị tiếng kêu gào hò hét của Nhiễm Thuật khiến cảnh tượng trở nên hài hước. Ngọc ca, cứ như lâu lắm không được gặp ấy. Rõ ràng mới gặp nhau mấy ngày trước thôi mà. Mấy ngày nay Nhiễm Thuật đã khôi phục lại giọng nói rồi. Lúc nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng lúc gào thét thì vẫn bị vỡ giọng. Tùy Hầu Ngọc bị Nhiễm Thuật chọc cười, giọng hét của cậu ý là muốn đuổi tớ đi chứ gì. Nếu Nhiễm Thuật không phải là bạn thơ ấu của Tùy Hầu Ngọc, cậu ít nhiều gì cũng ghét cho coi. Tớ hét xong là cắn chặt hàm luôn đấy. Nhiễm Thuật đi đến bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, chân tớ mềm nhũn cả rồi, bây giờ còn chưa trở lại bình thường đây này. Tùy Hầu Ngọc đỡ Nhiễm Thuật rồi đứng sóng vai với cậu. Tùy Hầu Ngọc nhận ra rằng Nhiễm Thuật đang cậy mạnh, mấy hôm trước còn phải truyền nước mà hôm nay đã chạy bạt mạng vì cậu ta rồi, đúng là không dễ dàng gì. Ố à, một thành viên của chương trình không nhịn được thốt lên, hai cậu đứng chung với nhau như một nhóm vậy, là kiểu dùng sắc đẹp hạ gục người ta ấy. Nhiễm Thuật không đem che giấu, trả lời lập tức, hồi nhỏ tôi thấy Ngọc ca đẹp nên mới hay chơi với cậu ấy đấy. Các thành viên như Lưu Huân luôn phải hợp tác để điều hòa bầu không khí, thế là cậu ta hỏi, thật ra tôi hơi tò mò, số một kia nghĩa là gì thế? Tùy Hầu Ngọc liếc nhìn bảng gợi ý rồi giải thích, thứ nhất là vì lúc tôi với Nhiễm Thuật tám chuyện, cậu ấy toàn kể một số chuyện nhảm nhí, tôi lười trả lời nên gửi lại số một để tỏ vẻ là tôi vẫn đang nghe, sau đó cậu ấy cứ thế mà nói tiếp. Lưu Huân gật đầu nhẹ, quả nhiên là đãi ngộ vô cùng khác nhau. Nhiễm Thuật đối với Tùy Hầu Ngọc thì Tùy Hầu Ngọc thường không quá để ý, còn Nhiễm Thuật nói chuyện một mình cũng có thể nói không ngừng nghỉ. Ngược lại giữa Nhiễm Thuật và Lưu Huân thì toàn là Lưu Huân cố gắng tìm đề tài, tuy nhiên Nhiễm Thuật lại không muốn trả lời. Tiêu chuẩn kép hả? Không, Nhiễm Thuật không cảm thấy thế. Một thành viên khác hỏi tiếp, kết thúc chủ đề đau thương này đi, còn lý do khác thì sao? Tùy Hầu Ngọc lại trả lời, một lý do nữa là vì năm đó chúng tôi dùng QQ ấy, QQ có một cái icon bánh xe tình bạn, phải tám chuyện mỗi ngày thì mới duy trì được tia lửa. Hai người chúng tôi đã có bánh xe lớn rồi. Kết quả có một lần chúng tôi cãi lộn ầm ĩ, thậm chí chiến tranh lạnh, nhưng cả hai đều không muốn cái logo bánh xe lớn kia biến mất. Thế là ngày nào cậu ấy cũng gửi cho tôi một số một, tôi cũng gửi lại một số một theo, sau đó cả hai tiếp tục bơ nhau. Tình trạng đó cứ kéo dài dòng dã hơn 2 tháng. Một thành viên hỏi, tại sao hai người lại chiến tranh lạnh đến mức đó vậy? Nhưng Tùy Hầu Ngọc không trả lời ngay, thật ra điểm xuất phát của câu hỏi mà anh đưa ra không đúng lắm. Anh thử nghĩ xem với cái tính của Nhiễm Thuật, tôi và cậu ấy quen nhau hơn 20 năm mà chỉ cãi nhau ầm ĩ đến mức đó duy nhất một lần kia sao mà được chứ? Anh có biết 20 mấy năm nay tôi đã trải qua kiểu gì không? Nghe xong câu trả lời của Tùy Hầu Ngọc, toàn trường quay cười ầm lên. Nhiễm Thuật ho nhẹ một tiếng rồi chủ động kêu Lưu Huân, Lưu Huân, cậu định chọn ai? Lưu Huân không hề do dự, chỉ vào bảng gợi ý, em chọn vận động viên. Địa điểm mà Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc rút thăm không tốt lắm. Chỗ này giống như nhà giam, hay phải nói càng giống cái giếng hơn. Cả hai được đưa xuống bằng thang máy thường sử dụng trong công trường, đồng thời được thông báo là phải rời khỏi đó mà không dùng đến thang máy. Nhiễm Thuật tháo bịt mắt rồi nhìn xung quanh, bỗng nhiên thấy ánh đèn lóe lên, sau đó chỉ còn lại một vòng sáng đỏ. Chỗ kinh khủng nhất là trong vòng sáng đỏ đó xuất hiện một bóng người đầu tóc bù xù. Tớ, Ngọc ca,
Nhiễm Thuật thiếu chút nữa buông lời thô tục, hoảng hốt đảo mắt khắp nơi. Cậu túm lấy cánh tay của Tùy Hầu Ngọc, an ủi, Ngọc ca đừng sợ, chỉ là NPC thôi. Tất nhiên Tùy Hầu Ngọc không sợ, chỉ cảm thấy Nhiễm Thuật túm tay mình mạnh quá, rất đau. Khi Nhiễm Thuật đang cảnh giác bóng người bên kia thì có một cơn gió rét căm căm thổi tới từ phía sau bọn họ. Hai người không hẹn mà quay đầu lại, chào đón bọn họ chính là một lần quay đầu chết chóc. Chỉ thấy một người đang ngọ nguậy leo xuống từ lỗ thủng trên nóc, làn da tái nhợt, trên mặt máu tươi đầm đìa, đang dương nanh múa vuốt gào thét dữ tợn về phía hai người họ. Chấn động này chắc chắn là gây sốc nhất. Vốn dĩ bọn họ cho rằng ekip chương trình bố trí màn kinh dị là vùng đỏ và cái bóng kia. Không ngờ rằng điểm nhấn thực sự lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng họ. Không ngờ tới cộng khoảng cách quá gần nên hiệu quả kinh dị càng tăng thêm. Nhiễm Thuật sợ hãi nhảy dựng cả lên, ôm chặt cứng Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc vẫn không phát ra tiếng động nào, chỉ cẩn thận quan sát NPC này, muốn biết người này rút lui kiểu gì. Cậu còn nhỏ giọng phân tích với Nhiễm Thuật, hẳn là ở bên kia có người túm chân hắn rồi kéo hắn về. Ngọc ca, Nhiễm Thuật trực tiếp nức nở, cậu ôm tớ một cái đi. Xì, đừng có làm nũng. Chúng ta phải tận dụng thời gian đi tìm manh mối. Tùy Hầu Ngọc dứt khoát đẩy Nhiễm Thuật đang khóc thút thít ra. Sau khi NPC rời đi, cậu lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó bật người chui vào lỗ thủng kia. Nhiễm Thuật vội vàng chạy tới gào lên, Ngọc ca, Ngọc ca, nếu cậu có chuyện gì thì gọi tớ nha. Chắc chắn tớ sẽ đến ngay lập tức. Hình như Tùy Hầu Ngọc đang tìm gì đó. Cậu vừa tìm vừa đáp lại, nơi này có một lối đi, hẳn là cố ý sắp xếp. Cậu ở đó đi, tớ vào xem sao. Nhiễm Thuật bèn bò theo vào lỗ thủng, Ngọc ca, đừng mà, đừng để một mình tớ lại nơi này. Tùy Hầu Ngọc chui vào đường hầm một hồi rồi nhắc nhở, cậu khoan vào đã, trong này có rắn, còn sống. Nhiễm Thuật nghe xong chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại. Cậu nhanh chóng bò ra khỏi lỗ thủng rồi hét vào trong, tớ xem tập đầu tiên rồi, địa điểm xuất phát của Lưu Huân đâu phải ở đây đâu, sao nơi này cũng có rắn chứ. Chắc chắn không thể giống nhau như đúc được, không thì ghi hình gì nữa. Bây giờ Nhiễm Thuật mới hiểu được bản thăng cấp mà ekip chương trình nói. Địa điểm xuất phát lần này thật sự tối như mực, hỡ tí là có NPC xuất hiện dọa họ nhảy dựng lên. Trên bề mặt đường hầm tối tăm chật hẹp còn có mấy con rắn sống nhăn. Nếu không phải có Tùy Hầu Ngọc ở đây thì Nhiễm Thuật cũng không biết phải làm sao trong tình huống này bây giờ. Đúng là thể lực và độ linh hoạt của Nhiễm Thuật trong chương trình thực tế vô cùng nổi bật. Nhưng mà lá gan và giải mã thì không ổn chút nào. Nhiễm Thuật nghe nói bên trong vừa tối vừa nhiều rắn, lại vừa phải tìm kiếm manh mối. Cậu chỉ có thể đứng ở cửa hang yếu ớt hỏi, Ngọc ca. Ngọc ca, cậu vẫn ổn chứ, nếu cậu sợ thì tớ có thể tán dóc với cậu. Vốn dĩ hoàn cảnh xung quanh đã âm u tối tăm, trong đường hầm lại còn có những trận gió lạnh lẽo, đi kèm với tiếng la hét của Nhiễm Thuật làm cảm giác kinh dị tăng thêm một chút. Cậu im lặng chút đi. Tùy Hầu Ngọc tiếp tục mò mẫm. Không đâu, tớ mà không nói chuyện với cậu thì tớ sẽ sợ hãi. Tớ hát tặng cậu một bài nhá. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mong cho mọi chuyện đều thành công. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mở cửa nhà chào đón gió xuân sao, a. Tùy Hầu Ngọc vẫn đang tìm kiếm trong đường hầm, trả lời, nơi này là một mê cung cỡ nhỏ. Tớ phải vừa bò vừa đẩy rắn sang bên cạnh, sợ đè bẹp chúng nó mất. Ngọc ca. Cậu không cần miêu tả đâu, tớ không muốn biết cho lắm. Tùy Hầu Ngọc mò một lát mới hét ra ngoài, Nhiễm Thuật, cậu xem có phải chỗ cậu là một căn phòng bí mật không có cửa không? Nhiễm Thuật sợ thì sợ chứ vẫn phải tìm, dù sao thì cậu cũng không thể quá dựa dẫm vào Tùy Hầu Ngọc được. Cậu sợ soảng tìm kiếm lối ra trong căn phòng mờ tối, phát hiện ra nơi này đúng là một không gian bịt kín thật. Nơi này tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón. Chân Nhiễm Thuật áp sát mặt đất. Thò về phía trước thăm dò, tay thì sờ trên vách tường. Đột nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm chặt, còn kéo mạnh. Nhiễm Thuật bị dọa đến nỗi hoảng loạn hét ầm lên, cố gắng giãy giụa. Thế nhưng sức lực của cánh tay kia rất lớn, níu chặt không chịu buông ra, dọa cho Nhiễm Thuật trào cả nước mắt. Tùy Hầu Ngọc còn đang dò tìm trong động nghe thấy tiếng hét của Nhiễm Thuật bèn vội vàng lùi về, sau đó nhảy xuống tìm tới Nhiễm Thuật giúp cậu thoát khỏi cánh tay kia. Nhiễm Thuật sợ tới mức túm chặt áo Tùy Hầu Ngọc không buông. Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể an ủi cậu, là con người hóa trang thôi. Cậu đừng sợ. Lúc an ủi, Tùy Hầu Ngọc cũng rất bối rối. Vừa rồi cậu nghe thấy Nhiễm Thuật hét rất thảm thiết nên mới nhanh chóng leo xuống,
bây giờ trên tay vẫn còn đang cầm một con rắn. Cậu không biết giờ mình nên để rắn sang một bên không? Nhưng nếu Nhiễm Thuật biết căn phòng này cũng có rắn thì sẽ càng sợ hãi hơn. Chờ Nhiễm Thuật tỉnh táo lại, Tùy Hầu Ngọc mới nói, tớ tìm thấy một ít manh mối ở bên trong nhưng không có đèn nên không đọc được nội dung. Với lại, tớ cảm thấy có thể chúng ta nhất định phải bỏ qua lối đi này, đi ra khỏi mê cung thì mới đến được nơi làm nhiệm vụ tiếp theo. Nói cách khác là bọn họ cần phải lần lượt bỏ qua toàn bộ mê cung thì mới lấy được tất cả manh mối. Sau khi tìm được tất cả gợi ý, bọn cậu phải leo ra ngoài cùng nhau thì mới qua cửa được. Hiện tại Nhiễm bỗng dưng cảm thấy ở tập đầu tiên mình nói rắn đáng yêu đúng khoác lác không biết ngượng mồm. Mình không gặp phải rắn thì rắn mới đáng yêu. Quan trọng là, trong bóng tối không biết khi nào rắn mới xuất hiện. Lỡ may nó bò vào ống quần cậu thì sao? Nghĩ mà nổi cả da gà. Nhiễm Thuật nghĩ nghĩ rồi nói, tớ đi tìm manh mối với cậu. Đừng, Ngọc ca, cậu tin tớ đi mà, tớ cố gắng một chút cũng được. Không phải tớ không tin cậu mà là tớ cần ghi nhớ tất cả đường đi. Nếu như cậu đột nhiên lại gào lên thì tớ còn phải quay lại cứu cậu nữa. Điều này sẽ làm suy nghĩ của tớ bị rối loạn. Vì thế cậu cứ chờ ở đây là được rồi. Tớ thăm dò xong sẽ dẫn cậu đi. Ừ, cậu nói rất có lý. Vậy tớ sẽ không tạo thêm phiền phức cho cậu nữa. Tùy Hầu Ngọc lại nhảy vào đường hầm lần nữa, trên tay còn cầm con rắn đáng thương kia, đưa nó trở về đường hầm an toàn. Việc thăm dò cần một khoảng thời gian. Quan trọng là Tùy Hầu Ngọc phải tìm manh mối trong suốt đoạn đường, rồi phải ghi nhớ đường đi mà không có ánh sáng. Cậu chỉ có thể yên lặng nhớ phương hướng, hướng nào, bỏ bao nhiêu bước, đến đường cụt thì quay về. Cứ lặp đi lặp lại như thế hơn 40 phút, Tùy Hầu Ngọc mới hoàn thành lần thăm dò này. Cậu leo lên trên miệng hang rồi giơ tay với Nhiễm Thuật, tớ túm cậu lên. Tùy Hầu Ngọc dẫn đường ở phía trước, còn đẩy rắn sang hai bên. Nhiễm Thuật cẩn thận từng ly từng tí bò theo phía sau cậu. Đến nửa cuối quãng đường, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một ngọn đèn mờ mờ. Lúc này Nhiễm Thuật mới để ý rằng cái thứ gọi là rắn còn sống trong đường hầm toàn là đồ chơi cả, chỉ là chúng được làm trông cực kỳ giống thật. E rằng chỉ có mấy con lúc đầu là thật thôi. Sau khi hù dọa Tùy Hầu Ngọc hai lần vô tác dụng thì ekip chương trình đã thay thế bằng đồ chơi. Leo ra khỏi đường hầm. Việc đầu tiên Tùy Hầu Ngọc làm là ghép các manh mối mình đã tìm được lại với nhau. Nhiễm Thuật cũng đi tới gần để xem sao, thấy Tùy Hầu Ngọc không giải thích gì mà chỉ yên lặng xếp các manh mối lại với nhau, sau đó mới chỉ nói đây là một thời gian biểu. Ồ, hình như thiếu một cái. Nhiễm Thuật nghiêm túc nhìn theo, đúng là nhìn không ra thật, lại không dám nói, sợ Tùy Hầu Ngọc nghĩ mình đần. Ai ngờ lúc này Tùy Hầu Ngọc lại nhảy về phía đường hầm, nói cậu chờ bên ngoài. Tớ đi tìm tiếp. Nhiễm Thuật hơi do dự nhưng vẫn ở lại đây, tiếp tục nghiên cứu manh mối của bọn họ. Thiếu chỗ nào cơ, thiếu một góc trong này hả? Tùy Hầu Ngọc bò vào đường hầm một mình lần nữa. Tìm tới một nơi vốn là đường cụt, cậu đẩy một cái cửa ngầm ra rồi thò ra nói với ekip chương trình. Tôi muốn dùng đạo cụ lên đội đang tạm thời dẫn đầu, trừ đồng đội của tôi ra. Gián điệp Tùy Hầu Ngọc giấu giếm đồng đội để chiến đấu một mình. Cái giá của việc che giấu Nhiễm Thuật là Tùy Hầu Ngọc không có đặc quyền đến làm quen sân bãi trước. Điều kiện kém như vậy nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn cảm thấy mình có khả năng giúp Nhiễm Thuật ôm về 4 cái huy chương như thường. Tác giả có lời muốn nói, Tùy Hầu Ngọc đơn giản như đang giỡn. Bạn nối khố là phải cưng chiều. Đến lấy lại mặt mũi cho bạn nối khố nào. Lời bài một ngày tốt lành không phải lời gốc. Chương 32. Chương trình thực tế, lúc đó sao cậu biết Tang Hiến thích cậu? Ấy thế mà Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc lại là nhóm đầu tiên đến căn phòng chứa manh mối thứ hai. Trong mắt Nhiễm Thuật, địa hình mê cung vốn phức tạp, chỉ có thể dựa vào một mình Tùy Hầu Ngọc để hoàn thành nên hơi mất thời gian. Bọn họ có thể vượt qua một cách thuận lợi đã khó khăn lắm rồi, không ngờ các đội khác còn chậm hơn cả bọn họ. Có điều, nếu là người đến đầu tiên thì bọn họ cũng là đội đầu tiên bắt đầu tìm kiếm manh mối, như vậy mới có thể dẫn trước. Hai người tìm kiếm trong kho hàng bỏ hoang âm u. Bên trong cơ man nào là thúng. Lúc Nhiễm Thuật đang cố gắng tìm kiếm, cậu nghe thấy có người gõ vào thùng, hơn nữa tiếng gõ rõ ràng từ trong phát ra. Phải nói rằng, dưới hoàn cảnh âm u và khủng khiếp như thế này, tiếng động đột nhiên xuất hiện ít nhiều gì cũng khiến con người ta sợ đến phát hoảng. Âm thanh này vang lên từ khoảng cách rất gần, dường như nó đang báo trước sẽ có thứ gì đó từ trong thùng lao ra bắt bọn họ. Động tác của Nhiễm Thuật khựng lại, a, đủ rồi mà. Tim không chịu nổi mất, Tùy Hầu Ngọc cũng im lặng lắng nghe,
nghe thấy Tiết Tấu gõ ra thì âm thầm ghi nhớ. Sau đó cậu đi qua, định cậy mở cái thùng. Thử xong mới nhận rằng thùng được khóa lại bằng mật mã. Tùy Hầu Ngọc thử dựa theo tiếng gõ để mở khóa, tiếc là không phải. Bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm trong kho hàng, cuối cùng cũng tìm thấy dòng chữ viết bằng sơn trong góc. Tùy Hầu Ngọc đọc đề rồi phân tích, tiếp đó hướng dẫn Nhiễm Thuật bước đi. Nhiễm Thuật nghe theo lời Tùy Hầu Ngọc chỉ huy, tiến về bên trái 3 bước, đi về bên phải 5 bước, cuối cùng thì dừng lại cạnh một cái thùng, đẩy nó ra, nhìn thấy gợi ý tiếp theo. Cứ lặp lại mấy lần như vậy, đáp án của đề cuối cùng chính là Tiết Tấu gõ, rốt cuộc họ cũng tìm được đáp án cho mật mã mở khóa. Lần này quay lại để mở khóa, NPC bên trong diễn vẻ thoi thóp, đưa cho bọn họ một cục giấy, các cậu, nhất định, phải đi ra ngoài. Sau đó ngất đi, Nhiễm Thuật vừa xoa eo vừa nhìn NPC, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỹ năng diễn xuất của cậu có tiến bộ. NPC đã nằm đâu vào đấy rồi lại vì bật cười mà thành công cốc. Nhiễm Thuật chỉ vào NPC rồi nói với Tùy Hầu Ngọc, Ngọc ca, cậu nhìn cậu ta kìa, cậu ta cười rồi. Cậu đừng trêu người ta nữa. Tùy Hầu Ngọc cầm manh mối lên nhìn, trước đó chúng ta lấy được gợi ý là thời gian biểu, hẳn là quy luật sinh hoạt của gián điệp, kiểu họ phải đến một chỗ nào đó tại thời gian nhất định mới có thể duy trì cơ quan trên hòn đảo này. Manh mối lần này chính là thời gian địa điểm cụ thể. Hiếm lắm mới thấy Nhiễm Thuật nghe hiểu, nói cách khác chỉ cần chúng ta giải ra địa điểm và thời gian là có thể bắt được gián điệp. Nếu đến lúc đó mà gián điệp chưa tới thì cơ quan trên hòn đảo này cũng sẽ sụp đổ. Không sai, Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nghiêm túc quan sát và phân tích địa điểm. Nói gì thì nói lần này tớ phải đoạt được một cái huân chương. Nói xong, Nhiễm Thuật càng nỗ lực tìm kiếm các manh mối khác. Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn vị trí của Nhiễm Thuật, lục tìm trong thùng đựng hàng cây bút lúc cậu NPC kia viết giấy, rồi bắt chước nét chữ của cậu ta vẽ vời một vài thứ lên. Tiếp theo, cậu giấu bút vào trong túi NPC xong, bây giờ mới tiếp tục tìm kiếm với Nhiễm Thuật. Đúng lúc này, Lưu Huân và đồng đội vận động viên của cậu ta tiến vào trong nhà kho. Vừa đi vào, Lưu Huân và đồng đội đều khá là chật vật, họ dừng lại thở dốc rồi mới chào hai người Nhiễm Thuật. Thoạt nhìn Nhiễm Thuật khá hả hê vì nỗi đau của người khá, cậu lại gần hỏi, địa điểm xuất phát của hai người là gì thế? Lưu Huân điều hòa nhịp thở, mặt mày xám xịt đáp, đừng nhắc đến nữa, anh từng xem phim zombie chưa? Đương nhiên, không nhắc chứ, nhưng chuyện cậu thích nhất là ABO tận thế, phê. Địa điểm xuất phát của bọn em là một thang máy bị bỏ không, bên ngoài toàn người biến dị đi tới đi lui, còn gợi ý thì nằm trong hành lang. Tụi em chỉ có thể tránh những người bị biến dị này để đi tìm gợi ý, nếu như giữa đường bị bắt thì sẽ bị giam 10 phút, đợi bọn họ mất đi ký ức 10 phút trước rồi mới có thể ra ngoài lại lần nữa. Đều là người đóng giả thành NPC thì sợ gì. Dường như Nhiễm Thuật coi những chuyện bọn họ đã gặp phải chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao người trải nghiệm cũng không phải cậu. Lưu Huân thở dài một hơi, thôi anh đừng nhắc nữa. Ban đầu chỉ có 15 NPC còn tạm được. Lúc tìm kiếm còn phải để mắt xem bọn họ có đuổi tới không, may sao động tác của bọn họ chậm chạp nên chỉ bị cản trở một chút. Kết quả khi bọn em gần tìm ra manh mối rồi thì dính phải đạo cụ, 15 NPC bỗng chốc biến thành 30, tốc độ còn tăng lên gấp đôi. Nửa sau của bọn em đúng kiểu quỷ khóc sói gào mới hoàn thành được. Ha 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 ha. Nhiễm Thuật nghe xong thì cười to không ngậm được mồm, xoay người túm lấy Tùy Hầu Ngọc, công lý từ trên trời rơi xuống. Lần này đội của Lưu Huân đúng là rất mạnh. Vốn Lưu Huân là người có xác suất thắng cao nhất trong số 4 khách mời, vừa thông minh vừa khỏe. Không những vậy, đồng đội lần này của cậu ta là vận động viên chạy cự ly dài, đáng lẽ không sợ xuất phát tại địa điểm này mới đúng. Đạo cụ này chắc chắn là đòn cảnh cáo giáng xuống bọn họ. Lưu Huân quan sát vẻ mặt Nhiễm Thuật một lát rồi mới đi tới bên cạnh cậu, giơ tay lên cho Nhiễm Thuật nhìn, nhìn này, quần áo em cũng bị NPC xé te tua luôn. Quần áo Lưu Huân thủng một lỗ to ngay vị trí dưới nách. Camera nghiêng về phía trước nhưng ở góc độ của Nhiễm Thuật có thể thấy rõ cả dáng người của Lưu Huân. Nhiễm Thuật chỉ vừa nghía qua đã bị Tùy Hầu Ngọc lôi đi. Muốn trao đổi manh mối không? Tùy Hầu Ngọc hất cằm với bọn họ, hỏi. Lưu Huân phát hiện Nhiễm Thuật nhanh chóng bị đánh lạc hướng, dường như Tùy Hầu Ngọc nói cái gì thì là cái đó, Nhiễm Thuật chỉ phụ trách gật đầu theo. Phương thức trao đổi thế nào? Lưu Huân cũng không tùy tiện tin tưởng người khác, tất nhiên là phải hỏi thêm mấy câu. Gợi ý thứ nhất của bọn tôi là thời gian biểu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lưu Huân đánh giá Tùy Hầu Ngọc,
chần chừ một lúc mới nói, của bọn tôi là sơ đồ nguyên lý của máy móc. Tùy Hầu Ngọc nghĩ nghĩ rồi khoát tay với Nhiễm Thuật, tiếp tục tìm đi. Không dùng manh mối của bọn họ sao? Nhiễm Thuật thấy lạ nên hỏi. Manh mối của bọn họ chắc là để đóng các cơ quan ở trên đảo, đổi chắc không có tác dụng gì. Đợi tìm ra địa điểm để bọn họ đi đóng là được. Dù mình không trao đổi bọn họ vẫn phải đi đóng, kiểu gì thì kiểu, bọn họ cũng phải ra khỏi đây. Cũng phải, Lưu Huân nhìn hai người bọn họ rời đi, buông tay hỏi, cuộc nói chuyện đã chấm dứt rồi sao? Của mấy cậu không có tác dụng, Nhiễm Thuật vô tình trả lời. Lưu Huân chỉ có thể vào nhà kho cùng đồng đội của mình, sau khi nhìn xung quanh một chút, cậu ta hỏi, sao ở đây lại có một người đang nằm? Bọn tôi lấy manh mối của anh ta rồi, còn lấy được nhiều manh mối nữa cơ, chỉ đợi bắt rùa trong hũ sao nữa thôi. Lúc Nhiễm Thuật trả lời, cậu vui đến nỗi khoa tay múa chân, trông như cậu cầm chắc chiến thắng trong tay. Sao bắt rùa trong hũ, chỉ đối tượng bị bắt đã trong tầm tay, tương tự dễ như trở bàn tay. Tùy Hầu Ngọc yên lặng đi tìm manh mối khác, chán không buồn nhắc. Hai người bọn họ chính là rùa mà cậu đang nói đây. Sau khi xác định không có gì có thể sẽ gây bất ngờ ở đây, Nhiễm Thuật nhanh nhẹn lên rất nhiều, cậu trèo lên đỉnh mấy cái hộp được chồng lên nhau để tìm manh mối. Lưu Huân trèo lên theo, giúp cậu giữ một cái hộp, nói, để em giữ cho, anh trèo vào đi. Lúc đó Tùy Hầu Ngọc vốn đang tìm kiếm manh mối cách đó không xa, nghe thấy động tĩnh bên kia thì lui về sau mấy bước để xem tình hình, kêu lên, Nhiễm Thuật. Hả, Nhiễm Thuật dừng động tác tìm kiếm, quay đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc. Cậu giúp tớ xem cái này một chút, tới liền, Nhiễm Thuật nhanh chóng trèo xuống, linh hoạt như một con khỉ giỏi trèo cây. Lưu Huân trông thấy vậy, chỉ có thể ở lại bên này tìm kiếm một mình. Lúc leo xuống, Lưu Huân thấy Tùy Hầu Ngọc kiếm được một cuộn băng dính trong góc nhà kho, sau đó đi về phía cậu ta, xé ra rồi ra hiệu, lại đây. Lưu Huân hiểu ý, phối hợp đi qua, tùy ý để Tùy Hầu Ngọc dán lại những chỗ quần áo bị rách của mình. Lúc rời khỏi trạm thứ hai, Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đi sang một bên chỉnh thiết bị. Sau khi xác định không có ai quay, Nhiễm Thuật nhỏ giọng hỏi, Ngọc ca, có phải cậu cũng ngứa mắt Lưu Huân không? Tiếp theo trưng ra biểu cảm đắc chí, tớ biết tổng, tớ thông minh lắm. Tớ chỉ sợ anh nhà cậu xem được thì cậu chỉ có nước truyền nước biển tiếp. Nhiễm Thuật giật mình, vội vàng hỏi, làm sao cậu biết Tang Hiến cũng ngứa mắt Lưu Huân? Anh ta sao có thể vừa mắt tên đàn ông có ý với cậu chứ? Á! Lưu Huân có ý với tớ á? Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật mà cạn lời, bữa tớ có xem hai tập trước của cậu. Không phải đâu, cái khúc có ý đó là đoạn cắt được biên tập rồi. Chứ toàn bộ chương trình tớ không có gì hết. Nhiễm Thuật trông khó hiểu hết sức. Tùy Hầu Ngọc tiếp tục điều chỉnh thiết bị, không muốn nói nhiều. Nhiễm Thuật chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, Ngọc ca, hay là cậu xem lộn mấy video slow-mo ghép nhạc của fan OTP làm rồi? Không có gì cũng bị họ ghép thành có gì. Dù tớ và cậu ta mặc quần áo khác brand nhưng đụng màu thôi cũng bị đồn thổi là mặc đồ đôi. Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc không hiểu, hỏi cậu, hồi đó làm sao cậu nhận ra Tang Hiến thích cậu? Anh ấy hôn tớ, trước đó thì sao, cậu có cảm thấy cậu ta thích cậu không? Nhiễm Thuật cẩn thận suy nghĩ, lúc ấy đột nhiên bị hôn, cậu không hề nghĩ đến phương diện này. Chẳng qua cậu cảm thấy Tang Hiến khá tốt, không khiến người ta ghét như xưa nữa. Câu hỏi này khiến Nhiễm Thuật hơi ngỡ ngàng. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra đối với phương diện này cậu đúng là gỗ mục sao? Cậu tiếp tục suy nghĩ, kết quả là chứng tỏ tên Lưu Huân kia tuyệt đối là kẻ ngốc. Thích tớ nhưng lại khiến tớ ghét thành như vậy, cậu ta đúng là quá ghê gớm. Thực tế Tùy Hầu Ngọc rất ít khi quan tâm chuyện của Nhiễm Thuật và Tang Hiến. Lần này đúng là ngoài ý muốn. Tùy Hầu Ngọc khuyên nhủ, bây giờ Tang Hiến là sếp của cậu. Nếu cậu làm cậu ta ghen rồi bắt cậu rời chương trình, nhúng tay can thiệp sự nghiệp của cậu thì hai người sẽ không phải là chia tay nhỏ nữa đâu. Cho nên việc hiện tại của cậu là bớt kích thích cái tên tâm lý có vấn đề đi, cậu hiểu không? Bình thường Tang Hiến trông vẫn ổn nhưng dẫu sao anh vẫn là người có chướng ngại tâm lý. Một ngày nọ, Tang Hiến tự ý ra biển hôm trời mưa to, gián tiếp gây ra cái chết cho bố Hầu Mạch. Điều này khiến Tang Hiến áy náy đến nỗi xuất hiện vấn đề tâm lý. Hồi học cấp 3, Tang Hiến cố tình núp một năm để học cùng cấp với Hầu Mạch, chủ yếu là kè kè bên cạnh Hầu Mạch, xem hắn có gặp khó khăn gì không để giúp đỡ kịp thời. Anh muốn thông qua phương thức này bù đắp cho nội tâm áy náy của mình. Thật ra Hầu Mạch vốn không cần. Hầu Mạch biết Tang Hiến xuất phát từ áy náy nên muốn bù đắp,
tất cả cũng chỉ là lòng tốt của anh. Thế nhưng cố chấp đến mức này lại trở thành gánh nặng cho Hầu Mạch. Song nếu mỗi lần Hầu Mạch tỏ vẻ lạnh lùng từ chối thì lại kích thích bệnh tình Tang Hiến tái phát. Anh sẽ khóc lóc, tự làm hại bản thân, thậm chí tự sát. Nếu không phải hai trường học sát nhập, có nhiễm thuật xuất hiện rời lực chú ý của Tang Hiến, chắc anh vẫn tiếp tục cố chấp như vậy. Tất cả những hành động trước đây của Tang Hiến đều chứng minh anh là người cực đoan chuyên để tâm mấy thứ vụn vặt. Nếu thật sự chạm đến điểm nhạy cảm tâm lý của Tang Hiến, anh sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người bị quấy rầy, chỉ khăng khăng làm theo ý kiến bản thân. Cho nên năm đó, Tang Hiến trở thành gánh nặng lớn nhất của Hầu Mạch. Nếu chuyện này không giải quyết tốt, có lẽ Tang Hiến sẽ đối xử cố chấp như thế với nhiễm thuật. Cuối cùng nhiễm thuật cũng hiểu ý của Tùy Hầu Ngọc, nghiêm túc gật đầu. Chỉnh thiết bị xong, nhiễm thuật ôm nặng tâm tư đi theo Tùy Hầu Ngọc đến một địa điểm. Trên đường, họ thấy đội Lưu Huân đi ở phía sau, thậm chí còn đang tăng tốc. Nhiễm thuật và Tùy Hầu Ngọc không cần lên tiếng đã gia tăng tốc độ, bắt đầu chạy như điên. Cả hai ăn ý đến bất ngờ. Lưu Huân và đồng đội thấy bọn họ làm thế, cả đám cũng đuổi theo như điên. Điều thần kỳ là ở đoạn đường này, vận động viên chạy cự ly dài cũng không thể lập tức đuổi kịp họ. Bốn người lần lượt vào thang máy, Tùy Hầu Ngọc kéo nhiễm thuật, âm thầm di chuyển vị trí. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, họ lách ra ngoài rồi kéo thanh gạt xuống. Lưu Huân và đồng đội đứng trong thang máy trong suốt, kinh ngạc nhìn Tùy Hầu Ngọc và nhiễm thuật lách ra khỏi đây, đi thang bộ lên lầu. Mà thang máy này không mở cửa được cũng không di chuyển lên, hai người bị mắc kẹt tại đây. Chỗ này có cơ quan. Vận động viên Điền Kinh cự ly dài ngạc nhiên hỏi. Có thể là Tùy Hầu Ngọc đã tìm thấy manh mối nhắc đến cái này ở trạm trước. Lưu Huân thở dài một hơi, chúng ta chỉ có thể chờ nhóm tiếp theo xem họ có lương tâm không, có chịu cứu chúng ta ra ngoài hay không thôi. Lưu Huân đứng trong thang máy bằng kính dõi mắt theo hai người đang đi xa. Cậu ta nhìn ra được Tùy Hầu Ngọc cố ý không cho nhiễm thuật tiếp xúc với mình. Sao bạn anh ấy nhận ra mà tự bản thân nhiễm thuật lại không? Tác giả có lời muốn nói, giữa Tang Hiến và Hầu Mạch không có tình cảm. Tang Hiến chỉ cảm thấy áy náy với Hầu Mạch, nhiễm thuật là mối tình đầu của Tang Hiến. Chương 33, chương trình thực tế, Ngọc ca của tôi rất tuyệt vời. Nhiễm thuật và Tùy Hầu Ngọc hoàn thành thu thập ở địa điểm thứ 3 thì tới địa điểm thứ 4, quả nhiên thấy đám người không tuân thủ quy tắc kia đã tập trung ở chỗ này. Họ biết địa điểm thứ 3 chắc chắn đã được nhiễm thuật và Tùy Hầu Ngọc lục tìm hết nên có tới đó thì cũng không kiếm được gì, vì vậy dứt khoát vượt qua hai người, đi thẳng tới cùng một chỗ luôn. Lúc này, mọi người đang tập trung trước máy đấm bốc, vận động viên chạy cự ly dài vừa mới đá một lần, con số hiển thị là 2100. Nhiễm thuật và Tùy Hầu Ngọc đứng trước máy đấm bốc, nhìn hành động của bọn họ. Có lẽ mấy người đó đã ở đây cố gắng một lúc rồi, đồng thời cũng đã giấu giấy gợi ý đi, không định để hai người họ nhìn thấy. Vì thế bọn cậu chỉ có thể dựa vào hành động của 6 người để suy luận điều bí ẩn ở cơ quan này. Tùy Hầu Ngọc nhìn thoáng qua rồi nói, chắc chắn không phải so xem ai mạnh nhất, có lẽ phải làm sao để 3 lần tác động lực cộng lại ra được một con số nào đó thì mới có thể mở cơ quan. Nhưng để khống chế lực ra được con số đó thì rất là khó nên họ mới phải thử lâu như vậy. Nhóm người bị lộ manh mối cũng không hoảng, dù sao quan trọng vẫn là con số kia. Họ không biết số bao nhiêu thì cũng không thể qua cửa. Lưu Huân mỉm cười với nhiễm thuật, trao đổi manh mối đi. Nhiễm thuật không trả lời cậu ta, quay qua nhìn Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc hơi do dự, cái nguyên lý máy móc kia của cậu chắc chắn không có tác dụng với chúng tôi, không có giá trị để trao đổi chút nào. Không phải của hai anh là thời gian biểu à, em đoán gợi ý trong cái máy này là manh mối để loại trừ thời gian sai lệch. Trao đổi xong, chúng em sẽ nói con số cho các anh. Được thôi, Tùy Hầu Ngọc đồng ý trao đổi một phần thông tin với bọn họ. Đôi bên trao đổi rất thoải mái. Dù sao bọn họ cũng đã thử một hồi ở đây rồi, quá khó để thực hiện được con số chính xác với cái máy này. Cứ cho là bọn họ biết đáp án cuối cùng nhưng chưa chắc có thể mở ra. Sau khi lấy được con số 6523, Tùy Hầu Ngọc thử dùng nắm đấm để tấn công. Con số hiển thị là 1720. Nhiễm thuật nhìn một chút, không kìm được hỏi, số này dựa vào gì vậy? Chắc cho vui thôi, Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì thử dùng chân đá. Được số 2312. Sau khi Tùy Hầu Ngọc thầm tính toán một chút, cậu điều chỉnh lại máy móc. Lần thứ nhất 2310, lần thứ hai 2310. Cả hai lần đều ra cùng một số khiến mọi người ở đây không khỏi trầm trồ.
có thể thấy Tùy Hầu Ngọc kiểm soát lực rất đúng, mỗi lần ra sức đều giống nhau. Lần cuối cùng mới quan trọng, Tùy Hầu Ngọc vẫn chọn dùng chân như cũ, dùng lực đá ra. Trước kia cậu đã từng học tán đả, bây giờ rốt cuộc cũng có dịp thể hiện. Một cú đá này vừa gọn gàng dứt khoát lại ung dung duyên dáng. Số bắt đầu tăng, cuối cùng dừng lại ở 1903. Máy móc tích lũy đến giá trị quy định thì vang lên âm thanh nhắc nhở. Phía dưới ánh đèn lấp lóe, cửa cabin mở ra. Nhiễm Thuật vội vàng nhảy sổ ra, không chờ được máy móc mở hết đã lấy gợi ý từ trong khe hở. Sau khi cầm lấy, cậu nhanh chóng đưa cho Tùy Hầu Ngọc. Cùng lúc đó vài tiếng chuông bất ngờ reo, tất cả ánh sáng ở bãi đất hoang tắt ngúm, để lại hiện trường chìm vào bóng tối, giơ tay trước mặt cũng không thấy gì. Cũng may ekip chương trình không đến nỗi không để lại ánh đèn nào. Sau khi hồi chuông kết thúc thì cách đó không xa hiện lên đốm sáng đỏ sậm, lờ mờ có thể thấy được dãy hành lang dài rằng rạc. Nghĩ lại có khi họ phải đi qua từ chỗ này. Giữa màn đêm, Lưu Huân đưa tay như muốn bảo vệ Nhiễm Thuật. Cậu ta biết Nhiễm Thuật sẽ sợ hãi những lúc thế này. Đáng tiếc là Tùy Hầu Ngọc đã kéo Nhiễm Thuật đến bên cạnh mình, động tác nhanh gọn lẹ như sách gà con. Nhờ ánh sáng màu đỏ đậm mà đám người có thể lờ mờ thấy hình dáng của những người khác trong phòng, đoán xem họ đang ở đâu. Lưu Huân thấy Nhiễm Thuật sợ đến run chân, đang ngồi xổm trên mặt đất ôm Tùy Hầu Ngọc không buông tay. Tùy Hầu Ngọc phán đoán xung quanh một chút, nói chúng ta cần đi sang bên kia. Ngọc ca, tớ sợ, cậu nhìn đi mấy cái ô vuông trên sàn nhà đang di chuyển kìa. Sàn nhà được thiết kế theo phong cách Pháp cổ, gạch vuông trắng đen. Lúc ánh đèn chiếu xuống hiện ra hiệu ứng mắt cá, những ô vuông như đang uốn lượn lên xuống. Lúc này, gần đó vang lên một tiếng cười quỷ dị, gió lạnh lúc gần lúc xa, thổi thẳng vào cổ. Ngọc ca, Nhiễm Thuật xin giúp đỡ lần nữa. Đi thôi, Tùy Hầu Ngọc vừa nói phát lực, chân bước về phía trước, Nhiễm Thuật ôm chặt chân cậu cũng đi theo tiến lên. Hình như ghét năng suất chậm thế này, hơn nữa thân thể Nhiễm Thuật hơi khó kiểm soát, Tùy Hầu Ngọc đành vươn tay nắm lấy áo sau gáy cậu, đích thị là tư thế này kéo Nhiễm Thuật tiến về trước thêm 10 mét. Trên đường, Lưu Huân đuổi kịp bọn họ, hỏi, thời gian chênh lệch trên thời gian biểu không nhiều, bọn tôi muốn đến mật thất máy móc vô hiệu hóa cơ quan. Tùy Hầu Ngọc không trả lời vì trong hành lang xuất hiện một NPC. Người này chắc cùng một loại với NPC xuất hiện ở địa điểm xuất phát của bọn Lưu Huân. Họ cần thoát khỏi sự truy đuổi của NPC mới được. NPC đột nhiên xuất hiện khiến người chơi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tùy Hầu Ngọc sợ Nhiễm Thuật chạy ngược về phía sau nên túm cậu lao về phía trước. Lưu Huân vẫn luôn cảm thấy Tùy Hầu Ngọc rất gầy, không ngờ rằng Tùy Hầu Ngọc có thể bê người ta chạy như điên, chân không dừng một bước. Cậu ta không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đồng hành cùng hai người, cùng nhau trốn vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng có vài cái giường. Họ vội vàng trốn dưới gầm giường. NPC đến đây và lượn lờ vài vòng, sau đó thì rời đi. Bọn họ vẫn chưa lập tức rời gầm giường ngay, Tùy Hầu Ngọc nói ra suy nghĩ của mình, chuông vang lên tức là gián điệp đã đến phòng máy. Vì gián điệp phải đến phòng máy hai lần một ngày mới giữ được cho máy móc hoạt động thì mới điều khiển được người biến dị. Lưu Huân nhìn sơ đồ máy móc, đồng ý với quan điểm này. Tùy Hầu Ngọc đưa thời gian biểu của mình ra, chỉ vào hai mốc thời gian, sau đó lại lấy manh mối mình mới tìm được cho Lưu Huân xem. Đây là thời gian thứ nhất phải đến khu máy móc, nhưng lúc này nhóm chúng tôi đang ở nhà kho. Nhiễm Thuật cũng đi tới gần, để giữ khoảng cách với Lưu Huân, cậu cố tình ngồi xổm phía sau Tùy Hầu Ngọc, nói, lúc hai nhóm kia đến, họ có nói với cậu họ đến từ đâu không? Trước tiên, Lưu Huân xác định nhóm này không phải gián điệp. Lưu Huân khá hiểu Nhiễm Thuật. Quan sát trạng thái của Nhiễm Thuật thì có thể đoán rằng, hẳn Nhiễm Thuật không thể nào là gián điệp được. Tùy Hầu Ngọc thì cậu ta không rõ lắm nhưng Nhiễm Thuật rất đơn thuần, điều này cậu ta có thể chắc chắn. Lại thêm đầu mối về thời gian, đúng là bọn họ đã ở cùng một chỗ, như vậy gián điệp chỉ có thể nằm ở hai nhóm còn lại. Tùy Hầu Ngọc tiếp tục phân tích với bọn họ, nói năng trật tự rõ ràng. Lưu Huân và đồng đội của cậu ta hoàn toàn đồng ý, quan trọng nhất là Nhiễm Thuật nghe cũng hiểu, gật đầu liên tục. Có thể thấy rằng Tùy Hầu Ngọc giảng giải rất mạch lạc. Sau khi ghép các manh mối dưới gầm giường xong, bốn người họ đều đồng ý. Nhóm của Lưu Huân định đến khu máy móc phá giải cơ quan, mà việc này cần sự phối hợp của nhóm khác ở nơi khác, như vậy mới có thể phá hủy hoàn toàn. Vô hiệu hóa cơ quan xong, nhóm bốn người bọn họ sẽ đi tìm chìa khóa du thuyền, tìm xong là có thể tẩu thoát thành công.
Sau khi đồng ý, họ chia nhau ra để hành động. Vị trí của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc là ở chỗ cái giếng điện. Họ phải giải được câu đố ở đây, tìm công tắc điện, sau đó kéo trinh sát cái công tắc đó mới có thể phối hợp với nhóm Lưu Huân Vô Hiệu Quá cơ quan. Tùy Hầu Ngọc cũng giải mã, nghiêm túc nghiên cứu công tắc điện, thăm dò xem ấn xuống như thế nào. Sau đó nhân dịp Nhiễm Thuật không để ý tìm tới một mớ dây kẽm, cẩn thận sắp xếp. Hoàn thành giải mật mã, bọn họ gạt công tắc điện xuống. 5 giây sau, căn phòng ngập tràn ánh đèn xanh lá. Cùng lúc đó, tất cả những cơ quan trên đảo cũng bị vô hiệu hóa. Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc đập tay ăn mừng, sau đó chạy ra ngoài tìm đạo cụ cuối cùng, chìa khóa du thuyền. Nhiễm Thuật từng cho rằng bọn họ có được trong tầm tay, không may thay công cuộc tìm kiếm chìa khóa của bọn họ không mấy suôn sẻ. Đã có một nhóm khác lấy được chìa khóa, giờ đang chạy như điên ra chỗ du thuyền. Nhiễm Thuật nhìn bọn họ thở dài, chậm chân rồi. Tùy Hầu Ngọc vỗ bả vai Nhiễm Thuật an ủi, không sao, kỳ này chúng ta nắm giữ rất nhiều gợi ý, nói không chừng tìm được gián điệp. Đúng lúc đó, xung quanh tối đen, cơ quan lại khởi động lần nữa, NPC xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Huân hoảng hốt, rõ ràng chúng ta đã vô hiệu hóa nó rồi mà. Những người khác cũng nhao nhao thắc mắc, chúng ta đều ở đây, sao cơ quan lại khôi phục rồi? Nhiễm Thuật cả người mông lung, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cứ cho là họ rất nhanh đã chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị NPC bắt được. Ekip chương trình tuyên bố, trong thời gian quy định nếu mọi người không thể thành công trốn thoát, gián điệp sẽ thắng. Đến lúc bỏ phiếu cho gián điệp, Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc thương lượng rất lâu rồi mới bỏ phiếu. Khâu bỏ phiếu kết thúc, nhóm được chọn là gián điệp cực kỳ vô tội đi ra, phải công nhận gián điệp tập này giỏi ghê. Trong lúc tất cả chúng ta tập hợp tại một chỗ, không những khôi phục lại cơ quan mà còn đẩy thân phận gián điệp lên người chúng tôi nữa chứ. Diễn vậy đủ chưa? Nhiễm Thuật không tin, nói rất thuyết phục, tôi tin tưởng Ngọc ca, cậu ấy nói là mấy người thì chắc chắn là mấy người. Các cậu sẽ hối hận, nhóm kia sụp đổ nói. Mấy người không hiểu thực lực của Ngọc ca đâu. Năm đó thi đại học, Ngọc ca của tôi là thủ khoa đó, học bá luôn. Lúc này ekip chương trình công bố kết quả, tập này mọi người trốn thoát thất bại, gián điệp sẽ có 2 huy chương. Mặt khác, mọi người cũng không bầu ra được gián điệp thực sự, gián điệp sở hữu tổng cộng 4 huy chương. Nhiễm Thuật nghe xong, khó tin mở to hai mắt nhìn ekip chương trình, sau đó lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, kinh ngạc nói, Ngọc ca, chúng ta bỏ lỡ chi tiết nào sao? Sao lại phân tích sai rồi? Ekip chương trình nói, tập này không dùng luật cũ nên đồng đội của gián điệp không biết thân phận của hắn. Đồng thời gián điệp cũng không được đến sớm làm quen trước với hiện trường, độ khó trò chơi tăng thêm nên được tặng thêm 2 huy chương nữa. Nghe đến đó, Nhiễm Thuật lại im lìm. Lưu Huân đoán được cái gì đó, nhìn về phía Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc. Những người chơi khác cũng nhao nhao nhìn về phía Nhiễm Thuật, bắt đầu có người sụp đổ rồi cười, đồng đội cũng không biết thân phận gián điệp. Quay xong cũng không biết đồng đội mình là gián điệp hả? Ekip, không sai, Nhiễm Thuật nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc mỉm cười với cậu, khuôn mặt xinh đẹp lúc cười lên trông như thiên sứ. Nhiễm Thuật thăm dò hỏi, là thật sao? Ngọc ca, không phải là cậu chứ? Đến nước này rồi, Tùy Hầu Ngọc cũng không phủ nhận nữa, là tớ nè. Nhiễm Thuật không biết nên khóc hay cười, cậu thế này lại khiến tớ ngốc nghếch quá. Nhưng cậu có 6 cái huy chương. À, hình như cũng tốt nhỉ. Nhiễm Thuật ngơ ngác đi lấy huy chương, sau đó nói với những người khác. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa nhưng tôi thắng rồi. Lưu Huân nhanh chóng hỏi, chuyện cơ quan là như thế nào? Tùy Hầu Ngọc lạnh nhạt trả lời, tôi xem qua sơ đồ máy móc của các cậu và phân tích một chút. Tôi buộc một sợi dây kẽm lên công tắc điện, dây kẽm nối với đồng hồ quả lắc bên trên. Một lúc sau kim đồng hồ nâng lên sẽ kéo công tắc theo. Công tắc bật thì bên kia các cậu làm gì cũng vô dụng. Cho nên cơ quan lại được khởi động lại, quay lại cũng muộn rồi. Lưu Huân vẫn chưa hiểu, nhưng lúc hai người cần phải đến phòng máy, chúng ta đều ở kho hàng mà. Đáp án bị loại mà tôi cho cậu xem là cái tôi nhặt được từ một NPC đã bất tỉnh, số lượng trên đó đã bị sửa, còn manh mối ẩn lấy được từ máy đấm bốc bị tôi giấu rồi. Lưu Huân gật đầu cam chịu. Một thành viên khác cảm thán, lần này Nhiễm Thuật đúng là nằm không cũng thắng. Một người khác cũng thán phục theo, hồi trước, một mùa cậu ấy cũng chưa từng có nhiều huy chương như vậy. Giờ lại hốt 6 cái một lần. 6 cái luôn. Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng nở nụ cười, cầm huy chương vui hết nấc, Ngọc ca của tôi rất là đỉnh.
Sau đó cằm Tùy Hầu Ngọc vênh lên, cười rạng rỡ, quen rồi. Tác giả có lời muốn nói, chương trình thực tế kết thúc, chương sau chủ tịch Tang sẽ đi tìm vợ. Chương 34, đúng vậy, rất thú vị khi xem một bé ngốc tự trêu mình. Một tập mới của Không Phải Tôi đã quay xong. Chương trình mời tất cả những người tham gia ăn liên hoan. Tùy Hầu Ngọc từ chối, nói rằng mình không thể ăn ở ngoài. Lý do này tổ tiết mục cũng không bắt ép được. Nhiễm Thuật là bạn của Tùy Hầu Ngọc, tất nhiên cũng sẽ rời đi cùng nhau. Sao cậu không nói cho tớ chứ? Tớ không biết cậu đến đây, cũng không biết cậu là người bí ẩn. Nhiễm Thuật đi sau lưng Tùy Hầu Ngọc, lại nhải mãi không thôi. Tùy Hầu Ngọc thản nhiên trả lời, nói cho cậu thì cậu sẽ làm lộ ngay. Tớ là diễn viên, tớ có sự chuyên nghiệp với nghề. Lúc cậu diễn và lúc bình thường là hai trạng thái. Tùy Hầu Ngọc vừa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vừa nói, cậu đến phòng tớ đi. Nhiễm Thuật không phản đối, nhớ đến chuyện quan trọng hơn, à, nhưng bây giờ bọn mình ăn gì? Bọn họ trở về phòng của Tùy Hầu Ngọc ở khách sạn, phát hiện bên trong có người. Nhiễm Thuật ngẩng đầu thấy Hầu Mạch ra đón, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nói, cậu đáng ghét thật đấy. Ngọc ca đi làm việc cũng đi theo, tự cậu không sống được à? Hầu Mạch tức giận cãi lại, là Ngọc ca của cậu không có tôi không sống được thì có. Không có tôi em ấy ăn gì đây? Ờ, cũng đúng nhỉ. Nhiễm Thuật buồn bực đi vào, đi được mấy bước liền thấy quần tây và giày da quen thuộc. Cậu lại ngẩng lên, thấy Tang Hiến đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa. Lúc này cậu vui hẳn lên, bổ nhào qua ngồi thẳng lên đùi Tang Hiến, anh đến lúc nào vậy? Hầu Mạch chậc chậc mấy tiếng, tôi đến chăm Ngọc ca thì đáng ghét, người nhà các cậu đến thì sao lại thành hai sắc mặt vậy hả? Nhiễm Thuật không thèm để ý đến Hầu Mạch, tiếp tục nói chuyện với Tang Hiến, anh ăn cơm chưa? Có đói không? Tang Hiến dùng giọng bình tĩnh để trả lời, vẫn chưa, đang chờ em. Vậy chúng ta, Nhiễm Thuật đang muốn đi ăn với Tang Hiến thì bị Tùy Hầu Ngọc chặn ngang. Tùy Hầu Ngọc khoanh tay trước ngực, nhíu mày với Nhiễm Thuật. Tớ cố ý đến tham gia chương trình lấy lại mặt mũi cho cậu, cậu không làm gì cũng thắng. Giờ cậu nhẫn tâm để tớ ăn bữa ăn vận động viên một mình à? Nhưng mà, Nhiễm Thuật chỉ Tang Hiến, anh ấy to thế này ăn nhiều lắm, sợ ăn hết của các cậu. Lúc này Hầu Mạch cười, khỏi nhắc, tôi mang đủ. Nói xong liền đi vào, thực sự bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Cái chết người là, khách sạn này thật sự có bếp. Tang Hiến chỉ có thể xoa tóc Nhiễm Thuật. An ủi, không sao, anh tới gặp em là đủ rồi. Ừ, Nhiễm Thuật dựa vào lồng ngực anh. Không thể không nói, vai rộng thế này dựa vào rất thoải mái, Nhiễm Thuật nằm trong đó như một chú mèo lười. Lúc này, Tang Hiến lấy điện thoại ra, khẽ nói, chúng ta lên hot search rồi. Nhiễm Thuật ngồi ngay ngắn lại, hoảng sợ nhìn Tang Hiến, yêu đương bại lộ rồi à. Anh đã chuẩn bị quan hệ công chúng chưa? Lộ ra có nhiều không? Sẽ không loại vai của em ở đoàn làm phim chứ? Cư dân mạng không biết đó là anh và em, chỉ là video chúng ta bị ghi lại. Nhiễm Thuật hoàn toàn không hiểu gì, lấy điện thoại ra xem một chút. Trong video là đoạn clip ngắn trên Douyin do một tài khoản tên Mã Hộ Tử Quân gửi. Có ai đó trên xe buýt đã chụp lại cảnh Tang Hiến chạy xe mô tô chờ Nhiễm Thuật đến sân bay. Trong clip là một con xe mô tô màu đỏ. Một người đàn ông cao to mặc vest ngồi trên nó. Phía sau anh ta là một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn đeo ba lô, hai tay cậu ôm chặt eo người đàn ông. Nhiễm Thuật cầm điện thoại xem thêm mấy lần, hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh ấy. Thì ra khi mình ở bên cạnh Tang Hiến lại có thể mang đến cảm giác thiếu niên như thế. Cả hai đều đội nón bảo hiểm nên không thể nào nhìn rõ mặt được. Nhưng nếu thông qua dáng người và quần áo để đoán, quả thật rất giống một người đàn ông trưởng thành đang đèo một cậu học sinh cấp 3. Ngay cả dòng chữ đính kèm với đoạn video cũng là Tả Thực Tổng Giám Đốc Bá Đạo chở vợ nhỏ đi học. Thăng côn gạch dưới đồ gạch dưới mặc gạch dưới vest. Chỗ chí mạng nhất là chiếc clip này lại có tận 112 vạn lượt thả tim. Cậu bèn mở khung bình luận ra đọc, muốn xem có ai nhận ra mình hay không, dù sao thì cậu cũng mặc bộ quần áo đó ra sân bay. May sao không ai nghĩ rằng cậu thiếu niên kia có thể là Nhiễm Thuật 27 tuổi, cho nên họ toàn thảo luận về vấn đề khác. Cảm giác CP mạnh mẽ chết tiệt này, chọc dụng XP của tôi rồi. Tổng giám đốc Bá Đạo và sinh viên anh ta bao dưỡng, giống như nhân vật trong tiểu thuyết vậy. Không lẽ có mỗi tôi chú ý tới cái mô tô hả? Hai người đó cùng nhau ngồi trên con Rolls Royce đấy. Con xe này giá 7, 8 ngàn thì phải. Có khi em trai người ta đi học trễ thôi.
tự nhiên bị tụi bay phối nhạc biến hình thành couple luôn. Mấy đứa thối nát phiền phức, Nhiễm Thuật xem trong chốc lát mới hỏi, có ai phát hiện ra thân phận của chúng ta không? Hiện giờ thì chưa, Tang Hiến nói xong thì vẫn đau đầu, tiếc là về sau anh không thể đi xe này nữa, dù sao cả nước cũng chỉ có 3 cái. Anh mua ẩn danh nên không có vấn đề gì, nhưng nếu bị bắt gặp lần nữa thì sợ cũng lộ thân phận. Số lượng giới hạn thật phiền quá đi, Nhiễm Thuật nói rồi tiếp tục lướt. Cậu phát hiện video của cả hai được không ít người xem, hình như chỗ nào cũng thấy. May thay trong hình người Tang Hiến chiếm một nửa, cậu ôm Tang Hiến dán chặt vào lưng anh, nghiêng đầu sang bên kia, lưng thì quay về phía người chụp hình. Nhờ thế mà không ai nhận ra thân phận thật sự của cậu. Sau khi xác định xong mọi thứ, Nhiễm Thuật mới tựa lên ngực Tang Hiến xem đi xem lại đoạn video kia, đột ngột bật cười thành tiếng, thề, tụi mình bên nhau xứng đôi thiệt đấy. Anh xem đi, rõ ràng bằng tuổi nhau nhưng trong mắt người ngoài em chỉ là học sinh, thậm chí có người nghi ngờ em là trẻ vị thành niên nữa đấy. Vì dáng người em, thân hình học sinh cấp 3. Trong nháy mắt, Nhiễm Thuật nhảy khỏi lồng ngực Tang Hiến, chỉ Tang Hiến mách với Tùy Hầu Ngọc, Ngọc ca, cậu thấy tớ chia tay với anh ta là quá đáng sao? Cậu xem anh ta có nói tiếng người không? Tùy Hầu Ngọc bị hình ảnh hai người ôm ấp nhau này làm cho cay mắt nên đeo bịt mắt, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Nghe Nhiễm Thuật mách vậy thì mệt mỏi giơ tay, dùng ngón tay làm số 1. Nhiễm Thuật, Hầu Mạch bận rộn một lúc cuối cùng cũng xong, bốn người cùng ăn tối. Nhiễm Thuật giơ điện thoại cho Tùy Hầu Ngọc xem, Ngọc ca, cậu thấy cái vai thiếu niên của tớ có giống học sinh cấp 3 không? Tùy Hầu Ngọc cắm đầu ăn cơm, Nhiễm Thuật phát lại đoạn video trong điện thoại, xem kiểu gì vẫn thấy hài lòng, sau đó đưa cho Hầu Mạch nhìn, ê chó khỉ, cậu xem hai chúng tôi ở bên nhau hợp nhỉ? Hầu Mạch cũng cắm đầu ăn cơm theo, không để ý đến Nhiễm Thuật, thậm chí còn không xem đoạn video kia. Nhiễm Thuật vừa ăn cơm, vừa lướt bình luận, nhìn người khác khen hai người bọn họ xứng đôi, cười phá lên. Tang Hiến chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Nhiễm Thuật một chút, song vẫn không nói câu nào. Sau khi Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cơm nước xong, hai người ăn ý nhanh chóng đứng dậy đi thu dọn hành lý của Tùy Hầu Ngọc. Nhiễm Thuật hơi không hiểu được, nhìn theo động tác thu dọn của hai người bọn họ, hỏi, hai người sao vậy? Lúc chiều ăn cơm rất im lặng, bây giờ còn muốn đi gấp. Muốn đi thi đấu à? Tùy Hầu Ngọc lắc đầu, không phải, hai người bọn tớ có tí việc gấp. Nhiễm Thuật nghe xong còn hơi bồn chồn, vội vàng hỏi có việc gấp gì thế? Cần tớ giúp không? Không cần đâu, chúng tớ phải tranh thủ đi trước khi hai cậu chia tay lần nữa, nếu không là không đi được nữa. Bây giờ cậu không cãi nhau với Tang Hiến là bất chuyện cho bọn tớ lắm rồi á. Nhiễm Thuật im lặng nhìn Hầu Mạch thu dọn xong vali hành lý, chờ Tùy Hầu Ngọc ngồi lên trên vali xong xuôi rồi kéo vali mang theo cả Tùy Hầu Ngọc rời đi. Cậu còn định tiễn một đoạn thì lại bị Tang Hiến túm về lại trong phòng. Để có thể gặp Nhiễm Thuật, Tang Hiến cố ý nhân dịp ban ngày không ai theo dõi chỗ này mà đến cùng Hầu Mạch. Tùy Hầu Ngọc đến tham gia chương trình truyền hình thực tế vốn là đến trong bí mật nên tất nhiên là không bị ai theo dõi. Bây giờ Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cùng nhau rời đi, cũng là để nhường chỗ cho hai người. Nhiễm Thuật nghĩ nghĩ một hồi cũng hiểu, thế là quay trở về phòng, nắm tay kéo Tang Hiến đến cửa kính sát đất rồi nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn một lát, Nhiễm Thuật lại bật cười, ái chà, cái cảm giác thiếu niên chết tiệt này. Tang Hiến cũng không đáp gì lại, đi vào phòng tắm và nói, anh đi rửa mặt, Âu Phục hơi gò bó. Anh đi đi, em nghỉ ngơi một chút, tóc Tang Hiến còn chưa được sấy khô, anh đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm. Anh loáng thoáng nghe được tiếng Nhiễm Thuật mắng người trong phòng tắm. Tang Hiến tưởng Nhiễm Thuật xảy ra chuyện gì nên vội vàng đi ra. Nhưng khi ra đến nơi lại phát hiện cậu đang cãi nhau với vịt biết nói sao Tùy Hầu Ngọc để lại. Sao Phu Duya, vịt đồ chơi có thể lặp lại lời nói và phát nhạc. Tang Hiến yên lặng quay trở lại phòng tắm, lúc nãy anh đi ra hơi vội, dép lê cũng không mang. Đi dép lê xong, anh lại đi ra khỏi phòng tắm lần nữa thì thấy Nhiễm Thuật đang ở bên ngoài một mình, uống rượu vang mà anh mang đến. Người khác uống rượu là uống rượu, còn Nhiễm Thuật uống rượu như uống nước lã, uống được một lát là say. Mà sau khi say thế mà lại gây lộn với cả vịt biết nói. Quá xuất sắc, Tang Hiến cầm ly rượu vang rót cho mình một ít. Anh ngồi cách đó không xa ngắm Nhiễm Thuật và vịt biết nói đấu võ mồm với nhau, say sưa xem hơn 20 phút. Quả nhiên xem đồ ngốc giả vờ ngớ ngẩn thật là thú vị. Mãi đến khi Nhiễm Thuật khóc lóc la ó,
Tang Hiến mới đi qua ngắt ngang lời chửi bới của Nhiễm Thuật. Nhìn thấy Tang Hiến qua đây, Nhiễm Thuật lập tức tố khổ, nó mắng em. Ừm, anh nghe thấy rồi. Nó chửi dơ lắm, em chửi không lại nó. Phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Tang Hiến nói, ý đồ rời sự chú ý của Nhiễm Thuật để cậu nhanh vào nhà tắm tắm rửa. Nhiễm Thuật vừa khóc thút thít vừa nghe lời đi vào bồn tắm ngồi, ngoan ngoãn để Tang Hiến tắm rửa giúp mình. Trong lúc đó cậu không quên buông vài câu thô tục, tức chết em. Sao cái con bé chút ếch kia lắm từ để chửi vậy? Nó mang em hơn nửa tiếng mà không lặp từ nào. Ừm, thật là quá trớn. Miệng nhỏ quang quác, phiền chết mất. Được rồi, em đừng khóc, để anh đi phạt nó dừng lại. Ai ngờ Tang Hiến vừa muốn đứng dậy thì đã bị Nhiễm Thuật níu cổ tay lại. Anh đừng đi, coi như anh thích em thì cũng không thể mạo hiểm vì em. Miệng anh còn non lắm, anh không mắng thắng nó được đâu. À, ok, Tang Hiến chỉ có thể ngồi xuống lần nữa, sao em lại ầm ĩ với nó thế? Em gọi chồng ơi, nó cũng gọi chồng ơi. Em gọi Tang Hiến, nó cũng gọi Tang Hiến. Chồng em là để nó gọi sao? Em liền làm ầm lên với nó. Ồ, vậy em gọi anh làm gì? Vấn đề này đúng là làm khó Nhiễm Thuật. Cậu mắng hăng say quá nên nhất thời quên mất, ngồi trong bồn tắm cố gắng suy nghĩ. Tang Hiến giơ tay nhấn ít dầu gội đầu, nói, nhắm mắt lại. Nhiễm Thuật ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tùy ý để Tang Hiến gội đầu cho cậu. Gội được một lát, Nhiễm Thuật mới nhớ ra, em muốn gọi anh ra hôn em một cái. Tang Hiến nghe xong thì cúi đầu xuống, mổ một cái lên môi cậu, hôn rồi. Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng ngừng khóc, mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói. Có thể khiến Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chạy trốn trong đêm không phải là đối thủ mạnh mà là Nhiễm Thuật đang yêu. Thử hỏi, ai có thể cưỡng lại đồ ngốc nhỏ xinh kia cãi nhau với hình tượng của mình chứ? Không cần rượu vang, tôi sẽ trốn dưới gầm bàn nhìn. Chương 35, bé cưng của anh là đẹp nhất, rửa mặt xong. Tang Hiến ôm Nhiễm Thuật lên giường, đắp chăn cho cậu rồi dịu dàng nói, em nằm trước đi, anh đi thu dọn chút rồi quay lại. Nhiễm Thuật nằm trên giường duỗi tay ra như một đại thiếu gia. Tang Hiến lập tức hiểu ý, đưa điện thoại của cậu cho cậu. Tang Hiến dọn dẹp bàn ăn trong phòng, ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, tránh để lúc ngủ còn ngửi được mùi. Sau đó thì cất rượu vang vào đúng chỗ chứ. Sau khi dọn dẹp xong, Tang Hiến đến bên giường nằm xuống. Nhiễm Thuật lập tức vùi vào trong ngực anh, đủ kiểu ngả ngớn. Tang Hiến hôn lên trán cậu một cái, khuyên nhủ, ngày mai em còn phải về đoàn làm phim nữa, chương trình hôm nay cũng mệt rồi. Hôm nay để yên cho em nghỉ ngơi đi. Nhiễm Thuật bất đắc dĩ hừ hừ hai tiếng, sau đó tỏ vẻ bí mật gọi tên anh, Tang Hiến ơi. Ơi, Nhiễm Thuật lấy điện thoại mở đôi anh ra, sau đó đưa cho Tang Hiến xem danh sách follow của mình, em mới follow mấy anh đẹp trai này á. Anh nhìn thân hình của bọn nè, anh tập theo người ta đi. Ban đầu Tang Hiến vẫn tỏ vẻ dịu dàng và che chở Nhiễm Thuật như bảo bối. Nhưng khi nghe câu nói này xong, anh không những không giận mà còn bật cười rồi vươn tay cầm lấy điện thoại Nhiễm Thuật, nghiêm túc xem thật kỹ. Anh lướt xuống một chút thì nhận ra các video mà Nhiễm Thuật thả tim đều cùng một kiểu, toàn bộ là mấy anh đẹp trai, đặc biệt mấy anh một đẹp trai, vóc dáng khá ngon. Tang Hiến thật sự đã nghiêm túc xem một lát, sau đó mới lơ đãng hỏi, em là hoa có chủ rồi sao còn thả tim bọn họ làm gì? Nhiễm Thuật trả lời vô cùng đanh thép, hoa nhà làm sao có hương giống hoa dại được? Ồ, thế body hoa nhà không đẹp bằng hoa dại phải không? Hoa của em body tuyệt vời. Nhiễm Thuật trả lời xong còn cười tâu toét một cái. Thế mà em còn ngắm hoa dại. Anh nói xem, hoa dại người ta đăng lên rồi, em lỡ lướt phải, xem vài cái thì sao? Hoa nhà cũng muốn mà hoa dại cũng thích ngắm. Em không sợ hoa nhà buồn à? Gió đông thổi trống trận lôi sao, em là Nhiễm Thuật, sợ gì ai chứ? Nhiễm Thuật đến gần Tang Hiến, chỉ rõ cho anh xem nè, còn biết nấu ăn nữa, trời má cái tạp dề kia. À không, tạp dề cũng không che nhiều, anh xem cơ bắp này đi. Sao gốc là dòng phân chui chan gu lây, nguyên văn của Mao Chủ tịch, Trung Quốc ở phía đông đang chịu chiến tranh lạnh của Anh Mỹ. Cụm từ này chỉ Trung Quốc như gió đông mạnh mẽ, áp đảo gió Tây, phương Tây y Nhiễm Thuật là bố mạnh mẽ bố éo sợ ai. Tang Hiến xem video một chút, lại nhìn Nhiễm Thuật nở nụ cười bà thím khi xem video, anh cười, nói, Nhiễm Thuật, anh cũng biết nấu ăn đấy. Anh mà nấu ăn á, sao em chưa thấy bao giờ, anh đứng cạnh Hầu Mạch cũng chỉ có thể làm phụ tá thôi. Ừ, anh có một món tủ thôi. Món gì? Bé ngốc xào lăn. Sau khi say rượu,
đầu óc nhiễm thuật không được nhanh nhạy cho lắm. Cậu suy nghĩ chốc lát mới hỏi, chưa nghe bao giờ luôn, ngon không anh? Em có ăn không? Bây giờ anh làm cho em xem. Giọng nói của Tang Hiến ngay bên tai nhiễm thuật làm cho hơi thở cũng được khuếch đại lên. Âm thanh mềm mại dịu dàng lại trầm thấp pha chút kìm nén vọng vào tai nhiễm thuật. Nhiễm thuật, hoa nhà mình có thơm không? Nhiễm thuật khóc lóc, bò khắp giường nghẹn ngào nói, thơm. Vậy em còn ngắm hoa dại nữa không? Không, không, không xem nữa. Giọng Tang Hiến lại trầm thêm một chút, mang chút đe dọa, nghe miễn cưỡng nhỉ. Em nói rồi anh sẽ xào thêm lần nữa đấy. Không xem nữa mà, được chưa? Là hoa nhà đẹp hay hoa dại đẹp? Hoa nhà đẹp ạ, hoa nhà xào rau có ngon hay không? Ngon mà, hu hu hu. Nhiễm thuật vẫn còn khóc nhưng những tiếng nức nở sau đó đều bị nụ hôn của Tang Hiến nuốt hết vào trong. Tiếng khóc đứt quãng, người ngợm cũng sắp hỏng rồi. Hai tay nhiễm thuật chống lên bồn rửa mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn mình trong gương, hai mắt lờ đờ, quầng thâm rõ ràng, còn sưng như hai quả óc chó. Cậu vốn là người có mắt to, trời sinh đã vậy. Bình thường không sao nhưng lúc mắt sưng lên thì hai mí sẽ càng dày, bọng mắt cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa môi của cậu cũng hơi sưng, nhìn mình trong gương cứ như người phẫu thuật thẩm mỹ hơi lố. Nhiễm thuật nhìn về phía Tang Hiến quát, Tang Hiến, CMN anh xem mình có phải xuất sinh hay không? Nhìn xem anh làm em thành cái gì thế này? Tang Hiến đi tới, dựa vào vách tường, cho nhiễm thuật xem những video cậu thả tim trong điện thoại, em xem đi, có xứng đáng hay không? Nhiễm thuật nhìn lướt qua rồi âm thanh tắt lịm, yên lặng rửa mặt. Cuối cùng Tang Hiến vẫn không đành lòng, đi qua hỏi cậu, em đau thắt lưng à? Anh bóp giúp em nhé. Không cần, sao anh có thể vì tên đàn ông khác mà đối xử với em như vậy? Em có đau lưng không có là gì với anh đâu. Anh, vì tên đàn ông khác. Tang Hiến không ngờ rằng nhiễm thuật lại đổ chuyện này lên đầu anh. Nhiễm thuật thẳng thắn trả lời, đúng, mấy người đó chỉ là người dưng ngược lối, thế mà anh lại làm khó em vì bọn họ, thế có phải là anh cố tình gây sự hay không? Anh không đau lòng hả? Hai chúng ta là người yêu, trong tim em chỉ có anh mà anh lại cứ thế. Phải, trong tim em có anh còn trong mắt em thì. Tang Hiến nói, ấn để mở một cái video, lướt xuống từng cái một đã được thả tim, mấy anh đẹp trai xuất hiện liên tục trên màn hình, thằng này. Thằng này, cả thằng này nữa. Xem chơi chơi thôi mà. Khí thế của nhiễm thuật tụt đi mấy phần, lặng lẽ bóp kem đánh răng. Được, vậy bây giờ anh ra trang chủ. Nếu năm video gần nhất không như thế này thì anh xin lỗi em nhé. Tang Hiến nói, ấn về trang chủ, kết quả là mới video đầu tiên đã là trai đẹp. Tang Hiến buồn cười, nói, chưa xuất sư đã chết, anh cho em cơ hội nữa. Nhiễm thuật vừa đánh răng, vừa lén lút nhìn về phía điện thoại của mình. Kết quả là lướt thêm hai video nữa cũng thấy trai đẹp. Nhiễm thuật chấp nhận số phận, nghiêm túc đánh răng, không dám nhìn Tang Hiến nữa. Đổ lỗi cho anh hả? Nhìn số lượng video em xem cũng kha đấy chứ. Tang Hiến lẩm bẩm, tiếp tục kéo xuống dưới. Nhiễm thuật có ý muốn cướp lại điện thoại của mình nhưng Tang Hiến né được. Cậu chỉ có thể đánh răng, xong xuôi hết định đi ra ngoài thì bị Tang Hiến chặn lại. Cậu nhanh chóng nhìn anh một chút nhưng cái mặt kia vẫn sụ ra như cũ. Lúc đôi môi mỏng của Tang Hiến đang định nói ra gì đó, nhiễm thuật đã kịp mở miệng trước, nheo nhéo gọi, anh sao ơi. Âm thanh khiến Tang Hiến run rẩy. Nhiễm thuật ôm lấy vai anh, sau đó tiếp tục nhõng nhẽo, trong mắt em bọn họ chỉ thoảng qua như mây khói thôi. Trong lòng và mắt em chỉ có anh trai thôi. À thế à, Tang Hiến lạnh nhạt đáp lại, chỗ sâu nhất trong lòng em chỉ có anh chạm đến được mà, sao em có thể thích người khác được chứ? Anh trai nói xem có phải không? Tang Hiến rũ mắt xuống nhìn nhiễm thuật nhanh như chớp nhảy bổ lên người anh, ôm anh rồi nói liên tục, anh ơi, mình đừng nói về người đàn ông khác nữa có được không? Lát nữa em đi sân bay rồi, anh hôn em nữa đi. Cuối cùng Tang Hiến không thể nào làm gì khác ngoài cẩn thận ôm cậu, đặt lên một cái tủ rồi hôn lên khóe môi cười kia, cũng chặn lại âm thanh đáng sợ đó. Sao lại thế này, mình xóa lúc nào nhỉ? Bao nhiêu bộ sưu tập em trai ngọt nước đâu hết rồi. Nhiễm thuật nhìn tài khoản clone của mình bị xóa mà tức trợn trắng con mắt. Hai năm bồi đắp và tích lũy, cả một danh sách trai đẹp dài như cái chợ, giờ bay màu rồi. Một cái cũng không còn. Trong khi nhiễm thuật lên máy bay quay lại đoàn làm phim, Tang Hiến gửi cho cậu một số tài khoản và mật khẩu, cậu liền đăng nhập vào số này. Lướt video đầu tiên, tình hình tài chính thế giới. Xuống dưới, phổ cập khoa học về trùng đế giày. Lại xuống nữa, là cậu.
Cậu không khỏi sinh nghi, ấn vào những video đã thả tim xem sao, nhìn thấy tất cả những video này đều liên quan đến cậu, nếu không cũng là tin tài chính và phổ cập khoa học, nhưng mà số video thả tim nhiều nhất vẫn là video của cậu. Cậu nhắn tin cho Tang Hiến, ơ clone của anh à. Ừ, thỉnh thoảng anh mới xem. Nhiễm thuật xác nhận, đúng là 2 năm qua Tang Hiến có nhớ cậu, mỗi lần nhớ sẽ tìm những tin tức về cậu trên vài nền tảng. Đây là chỗ không hay khi làm ngôi sao, cỏ lay gió thổi gì gì đó cũng bị người yêu cũ xem được hết. Cậu xem một hồi sau đó trả lời Tang Hiến, về sau em sẽ dùng tài khoản này. Ừ, 3 ngày sau, Tang Hiến đăng nhập upclone của mình trong lúc rảnh rỗi. Trang chủ, video đầu tiên là một beauty blogger. Hình như anh nhận ra gì đó, ấn vào danh sách thả tim, quả nhiên là thấy một loạt trai đẹp. Anh kéo xuống thêm một lúc, sau đó thấy rằng chỉ một lần, xào rau, nhẹ nhàng sẽ không kiểm soát được nhiễm thuật, thế là anh có cách khác. Mấy blogger em thả tim kia anh xem hết rồi, đúng là rất đẹp. Cái người ở trong gương ấy, trắng ơi là trắng. Rất thích, anh phát hiện mắt nhìn người của chúng ta rất giống nhau. Rất thích, tin nhắn thoại 60S. Tang Hiến cười cười, không hề nghe mà hồi đáp lại, anh lại bận rồi, tối xem tiếp. Rất thích, Tang Hiến, anh xem ai rồi, nói rõ cho em, địch mẹ, cắt sao của anh ngâm rượu. Rất thích, đừng có giả vờ chưa nhìn thấy, em biết anh xin rồi. Rất thích, anh tèo rồi, rất thích, em đặt vé máy bay đây, chúng ta chưa xong vụ này đâu. Em đi mách Ngọc Ca để cậu ấy tẩn anh sau. Tang Hiến vẫn không để ý tới như cũ, việc không cũng đã rất bận rồi. Lần tiếp theo nhìn điện thoại đã là 3 tiếng sau, có 64 tin nhắn chưa đọc. Anh mở ra đọc nghiêm túc những gì nhiễm thuật viết, sau đó trả lời, sao rồi? Rất thích, biến. Anh ngồi trên ghế xoay cầm điện thoại di động lên, mở đôi anh ra xem lần nữa. Toàn bộ video về beauty blogger đã biến mất, thay vào đó là những video dị vãi. Người đàn ông vượt rào bị vợ chặt cô vứt thùng rác, phải tìm kiếm một mình trong đêm. Đại lang sao, đến giờ uống thuốc rồi, sao, một nhân vật trong Thủy Hử bị vợ cho uống thuốc độc chết. Làm vợ tức giận, tặng ngay những món quà sau, bao hiệu quả. Những khoảnh khắc sân khấu đẹp xỉu của nhiễm thuật. Anh ra trang chủ, video thứ nhất có tiêu đề thế này, top 10 những căn nhà xa xỉ nhất thành phố A. Những chiếc xe hiếm thấy ở trong nước, bạn trai vượt quá giới hạn có tha thứ được không? Xem ra trong 3 tiếng đồng hồ này, nhiễm thuật bận rộn nhiều việc quá. Lúc này, Tang Hiến nhận được tin nhắn của Hầu Mạch, làm lành chưa? Ít, vẫn chưa dỗ đâu. Hầu Mạch, bên tao ổn quá, mày xem giải quyết đi. Ít, được, anh cầm điện thoại lên, gửi lời mời gọi video cho nhiễm thuật. Bên kia chờ một lúc mới nhận nhưng không cho anh xem mặt mà chỉ thấy một ngón giữa dựng thẳng, cho thấy rõ sự khinh thường. Anh nói với ống kính, đã 3 tiếng rồi em chưa được ngắm trai đẹp đâu, mở lên đi, cho em ngắm này. Hứ, nhiễm thuật mất hứng đáp lại một câu. Bé cưng, nhanh cho anh ngắm một chút nào. Tang Hiến nhìn màn hình điện thoại nói. Điện thoại của nhiễm thuật lắc một lúc rồi cậu mới xuất hiện bên trong màn hình. Tang Hiến nhìn cậu, cười đến thật là dịu dàng, ừ, đúng là bé cưng của anh vẫn đẹp nhất. Vậy anh có nhìn người khác nữa không? Không, chỉ nhìn em thôi. Cái này còn tạm được, tác giả có lời muốn nói. Nhiễm thuật tiêu chuẩn kép, em được nhìn lén nhưng anh thì không. Chương 36, nhật ký của Tang Hiến, tiến độ quay phim đang dần đi đến giai đoạn kết thúc. Nhiễm thuật nhân lúc chuyển địa điểm quay, bớt chút thời gian một ngày về nhà. Lần trở về này, chủ yếu là do trong lịch trình làm việc của cậu có vấn đề nên cần gặp mặt Hồ Vĩnh Kỳ để trao đổi nội dung cụ thể. Dựa vào kinh nghiệm của cậu mà nói, nếu như trong điện thoại mắng ác quá thì Hồ Vĩnh Kỳ sẽ tắt máy, cậu nhất định phải mắng thẳng mặt hắn để Hồ Vĩnh Kỳ không trốn thoát được. Lúc nhiễm thuật xuống máy bay đã là 9 giờ tối, cậu cũng không đi gặp Hồ Vĩnh Kỳ ngay mà đi đến công ty của Tang Hiến. Để sáng mai đến cũng không muộn, trên đường, cậu liên lạc được với Thẩm Quân Cảnh, xác định được Tang Hiến đang ở đâu. Dưới sự sắp xếp của Thẩm Quân Cảnh, cậu vào được bên trong công ty, đến thẳng văn phòng Tang Hiến. Sau khi vào, cậu nhìn quanh một lượt, hết sức tò mò về hoàn cảnh làm việc của Tang Hiến. Trước đây vì hai người bọn họ muốn giữ bí mật nên cậu thật sự không quang minh chính đại đến đây lần nào. Lần trước, khi mua máy bay trực thăng, cậu đã từng đến văn phòng của Tang Hiến nhưng chỉ ngồi trong chốc lát đã đi, chưa kịp nhìn kỹ. Cậu nhòm giá sách của Tang Hiến một chút, không nhịn được mà bĩu môi,
giả vờ giả vịt, em không tin anh sẽ đọc mấy quyển sách này thật. Lẩm bẩm xong, cậu xoay người về, ngồi trên ghế làm việc của Tang Hiến, ngả ngả về sau rồi nhận xét, không thoải mái lắm, cứ nghĩ sẽ là cái gì tốt lắm chứ. Nói xong thì đứng dậy, chụp một tấm ảnh của cái ghế, sau khi tra xong và biết giá cả thì lại ngồi xuống lần nữa, đây là 10, trăm, trăm vạn, nhà máy có tâm thật, ăn cướp còn tặng kèm ghế. Đúng là hàng có tên tuổi có khác, đơn giản sang trọng có chất lượng, tự nhiên thấy cái ghế này thơm ghê. Cậu ngồi trên ghế, lại ngó qua mặt bàn làm việc, toàn là văn kiện, không có nhiều đồ trang trí lắm. Cậu tiện tay mở một cái ngăn kéo ra, thấy đồ vật được đặt bên trong thì không khỏi khẽ giật mình, lấy ra đều là ảnh chụp chung của cậu và Tang Hiến, tất cả đều được đóng khung, chỉ là không bày trên mặt bàn mà thôi. Cậu nín cười trong chốc lát, sợ bị khách hàng phát hiện quan hệ của chúng ta à. Rõ ràng là nhiều ảnh thế mà lại không thể bày ra ngoài, anh trai to con sẽ không âm thầm tủi thân chứ. Ai bảo anh chọn bạn trai là ngôi sao làm gì. Tiếp đó, cậu tiện tay lấy một sổ ghi chép da trâu màu nâu ra, sau khi mở ra liếc qua thì không khỏi khẽ giật mình, hình như là nhật ký. Tang Hiến còn viết nhật ký sao? Cậu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh con người 1m9 to con kia ngồi trước bàn nghiêm túc viết nhật ký. Rất là không phù hợp. Cậu mở ra, phát hiện không phải ngày nào Tang Hiến cũng viết nhưng mỗi lần viết đều là nội dung liên quan đến cậu. Bảo sao tổng hợp được cả PowerPoint. Ngày 17 tháng 3, tôi không hiểu. Lần này sao lại giận rồi. Tôi dắt chó đi dạo mất 37 phút, lúc về mặt em ấy rất khó coi. Em ấy nói phim dở, tôi không mắng hùa theo. Beefsteak buổi tối hôm ấy không phải loại 97 phần mà em ấy thích, chắc là trách tôi nói không rõ ràng. Tôi ngồi đọc tài liệu một lúc, thời gian đó không hôn em ấy. Tôi cảm thấy lý do đầu chiếm 20%, lý do thứ hai chiếm 40%, lý do thứ ba chiếm 30%, lý do cuối cùng 10%. Nhiễm Thuật nhìn đoạn nhật ký này và rơi vào trầm tư. Ngày 17 tháng 3 sao cậu lại giận nhỉ? Hình như từng lý do đều xứng đáng để giận cả. Nhưng để phân tích được trong nhật ký thế này cậu cũng thấy khó tin, cái tổng kết kia Tang Hiến căn cứ vào đâu để tính ra. Cậu trả quyển nhật ký về chỗ cũ, đoán là cái này anh tự giấu, tiếp tục đọc sẽ không hay lắm. Nhưng mà, nếu nội dung nhật ký của Tang Hiến đã liên quan đến cậu thì sao cậu không thể đọc. Thế là cậu mở trang tiếp theo của nhật ký ra. Ngày 20 tháng 3, lúc ngủ em ấy gọi tên mình, đáng yêu quá đi. Hết rồi, Nhiễm Thuật bắt đầu nhớ lại. Ngày đó, hình như lúc đó cậu chưa tỉnh ngủ mà là bị trịch cho tỉnh, là vì lý do này sao? Cậu rất vô tội mà, được không? Lại lật trang sau. Ngày 22 tháng 4, chia tay rồi. Chỉ có 3 chữ, lần này chính là lần hai người bọn họ chia tay từ 2 năm trước. Lần chia tay này là lần bọn họ cãi nhau lâu nhất, thật đúng là cậu không biết sau khi hai người chia tay thì trong lòng Tang Hiến cảm thấy thế nào. Cậu đang muốn lật tiếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa. Thế là nhanh tay cất quyển sổ kia về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại. Tang Hiến đẩy cửa vào, đúng lúc này, Nhiễm Thuật hét lên với anh, surprise. Tang Hiến nhìn cậu, lại quay sang nhìn Thẩm Quân Cảnh, Thẩm Quân Cảnh chỉ có thể mỉm cười thay lời giải thích surprise. Tang Hiến đóng cửa lại, cũng nhốt luôn Thẩm Quân Cảnh lại ngoài cửa. Vừa định nói chuyện với Nhiễm Thuật thì Thẩm Quân Cảnh ở sau lưng lại mở cửa lần nữa. Mắt hắn không nhìn vào trong, dáng vẻ để tránh bị nghi ngờ. Liên thoáng nói tôi tan làm đây. Hai người cứ bận chuyện của hai người, chia tay thì tìm Ngọc Ca, chuyển nước thì tìm bác sĩ, việc của tôi kết thúc rồi, tạm biệt. Nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại. Nhiễm Thuật giận tới mức đập bàn, nhân viên công ty các anh nói chuyện đen đủi như thế hả? Đừng để ý đến cậu ta, em về lúc nào thế? Xuống máy bay lúc 9 giờ. Em ăn cơm chưa? Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị em đã ăn mấy cái bánh quy rồi. Tang Hiến giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp, nhà hàng đi được giờ này cũng không nhiều, chúng ta. Anh nấu cho em ăn đi, bé ngốc xào lăn hả, ở văn phòng. Nhiễm Thuật thật sự nghiêm túc cúi đầu nhìn cái ghế và bàn làm việc một chút, cuối cùng thì lắc đầu, thôi bỏ đi, mỏi eo lắm. À, được, Tang Hiến khóa trái cửa ban công, sau đó bước tới, đặt văn kiện đang cầm trong tay lên mặt bàn, hỏi, muốn ăn gì, anh đặt cho em ăn trước. Nhiễm Thuật lập tức đứng dậy, để Tang Hiến ngồi trên ghế, nói, để em nhìn thử chủ tịch bá đạo ngồi trên ghế trông như thế nào. Tang Hiến thấy không hiểu nổi Nhiễm Thuật nhưng vẫn phối hợp mà ngồi xuống. Nhiễm Thuật cầm điện thoại ngồi trên bàn làm việc của Tang Hiến, chụp Tang Hiến mấy cái,
sau đó liền lướt xem ảnh chụp trong điện thoại di động, một cái ảnh tiện tay chụp rồi đăng lên mạng cũng có thể nổi, anh tin không? Mấy người nổi tiếng trên mạng kia không có khí chất chủ tịch bá đạo của anh chính là loại tự mang sát khí đó đó ấy. Em dám thì cứ đăng, không đăng, em lưu lại, lúc nhớ tới chủ tịch bá đạo nhà em thì có thể mở điện thoại ra ngắm. Má ơi, bá đạo tổng tài nhà em ngồi trên núi vàng nhỏ nè. Tang Hiến không đáp lại ngay mà cầm điện thoại lên xem rồi hỏi, gần đây em có đang giảm cân không? Có cần kiêng gì không? Không cần. Tang Hiến đặt xong đồ ăn thì đặt điện thoại xuống, kéo ghế đến gần Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật giơ tay lên vuốt đầu anh, hỏi anh họp suốt à? Ừ, từ 2 giờ chiều đến giờ. Có việc gì không thể nói luôn sao? Làm gì mà họp không ngừng nghỉ thế? Rất nhiều dự án cần được đánh giá, còn phải nghe bọn họ báo cáo tổng kết. Nhiễm Thuật nghe cũng thấy mệt, lấy túi của mình ra, em mang bánh trên máy bay về này, anh ăn không? Lát nữa ăn cùng em sau. Người anh to như vậy, đừng để bị đói. Vậy em đút cho anh ăn nhé. Nhiễm Thuật lấy hộp bánh, bóc ra, hiếm khi có kiên nhẫn mà đút cho Tang Hiến ăn như thế này. Tang Hiến ăn xong lại híp mắt nhìn về phía cậu, làm sao bây giờ, hình như chưa đủ đâu. Làm sao em biết được? Nhiễm Thuật đưa cốc nước cho Tang Hiến, anh nhận lấy uống hết mấy ngụm nước, yết hầu nhấp nhô, Nhiễm Thuật có thể nghe rõ tiếng nuốt xuống. Nhiễm Thuật đá Tang Hiến hai cái, nhảy xuống khỏi bàn làm việc, kéo quần lên rồi chạy đến nhà vệ sinh duy nhất trong văn phòng. Tang Hiến nhìn theo dáng vẻ chật vật uốn éo của cậu lúc rời đi, nhịn cười, đứng dậy đi vào theo. Nhiễm Thuật thấy anh vào theo thì lập tức cáu lên, chửi, đồ già dê. Là sao cơ, anh chẳng hiểu gì cả. Nhiễm Thuật đứng trước bồn rửa tay chỉnh trang lại, Tang Hiến ôm cổ cậu, hôn một cái lên mặt cậu, rồi nói tiếp, Lễ Tân gọi điện thoại đến, anh đi lấy đồ ăn. Ừ. Lúc Nhiễm Thuật và Tang Hiến trở về nhà anh cũng đã gần 12 giờ. Hai người nhanh chóng rửa mặt rồi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nhiễm Thuật nằm trên giường hỏi thăm, hình như mình chưa dắt chó đi dạo. Bọn chúng có quản gia riêng mà. Tang Hiến ghé sát người Nhiễm Thuật ôm cậu vào lòng, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ. Nhiễm Thuật vùi mặt vào ngực Tang Hiến, hiếm khi ngoan ngoãn nhẹ nhàng hỏi han, anh mệt không? Anh bình thường, anh buồn ngủ chưa? Anh vẫn tỉnh, sao thế? Vậy em chờ tí nữa. Tang Hiến biết chắc Nhiễm Thuật đang ấp ủ âm mưu nào đó, thế là thuận nước nói ra, ồ, bây giờ anh thấy hơi buồn ngủ rồi đó. Ngủ thôi. Vâng, Nhiễm Thuật bắt đầu từ từ rời khỏi cái ôm của Tang Hiến, tiếp theo lấy một cái gì đó từ dưới gối ra rồi cẩn thận cắm điện. Tang Hiến vừa ngẩng đầu thì thấy cái đèn xua mũi bảy sắc cầu vồng trong phòng mình sáng lên, theo sau đó là tiếng nhạc với chất lượng âm thanh cực kỳ tệ. Phòng ngủ của anh được trang trí theo phong cách tăm tối nên rất nhiều vị trí đều rất đơn sơ. Cả căn phòng hầu như mang sắc thái đen kết hợp với màu gỗ. Vì thế khi ánh đèn rực rỡ đột ngột sáng lên, cảm giác đặc biệt bất ngờ. Khi anh ngước mắt thêm lần nữa, anh lập tức nhìn thấy logo to lớn của công ty mình trên trần nhà, đang nhấp nháy theo giai điệu âm nhạc. Thực sự rất lâu, Tang Hiến chưa kịp điều chỉnh cảm xúc trên mặt thì đã thấy Nhiễm Thuật đứng trên giường. Hào hứng chỉ vào mặt anh và hỏi, hey anh bạn bên kia, anh khỏe không ạ? Tang Hiến không đổi sắc nhìn Nhiễm Thuật, một câu cũng không nói. Không khỏe lắm, tâm lý trả thù của cung bọ cạp thật là đáng sợ. Mặc dù chuyện đã trải qua rất lâu rồi nhưng vẫn quyết tâm trả thù bằng được. Kể cả khi chất lượng âm thanh cực kém nhưng Nhiễm Thuật vẫn vô cùng hưng phấn. Cậu điên cuồng lắc lư cơ thể dưới ánh đèn chói lóa, chào mừng anh đến với buổi solo concert của Nhiễm Thuật. Nào giơ hai tay lên và làm theo em. Chúc người chăm chỉ sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Chúc cho người khỏe mạnh sẽ luôn tràn đầy sức sống. Chúc cho người bận rộn cả đời lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi. A, sao lời bài hát vẫn may đến. Nguồn bản dịch Tang Hiến. Với việc Nhiễm Thuật nhảy disco từ đầu giường đến cuối giường, Tang Hiến không có cách nào hết. Thế là anh nửa tựa ở đầu giường, hai tay khoanh lại trước ngực, biểu cảm nghiêm nghị nhìn người điên đang nhảy múa kia. Hình như thứ mà bàn chân Nhiễm Thuật dẫm lên không phải chăn đệm mà là công tắc điện, bị điện giật hưng phấn lạ thường. Nhiễm Thuật hỏi lại lần nữa, tiếng vỗ tay đâu hết rồi nhờ. Tang Hiến, tiếng hét điếc tai ở đâu ý nhờ. Tang Hiến, hết lần này đến lần khác, vẻ mặt của Tang Hiến ngày càng căng. Nhiễm Thuật lại càng vui vẻ, tiếp tục hát theo nhạc, vận may đến rồi, chúc bạn may mắn ngập tràn. May mắn mang đến niềm vui và tình thương ái. May mắn đến rồi. Vận may của chúng ta đến rồi. Sau đó lại tiếp tục nhảy nhót như thằng điên,
toàn bộ giường đều rung chuyển vì động tác của cậu. Lặp lại được 3 lần, cuối cùng Tang Hiến cũng hành động. Anh kéo Nhiễm Thuật lên trên giường, đè cậu xuống. Đủ rồi, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Rất là không phục, đèn 7 màu của đèn đuổi muỗi điện lại sáng lên, logo to đùng nhảy nhót trên trần nhà, tiếng âm nhạc tiếp tục không ngừng. Tác giả có lời muốn nói, tiếng hét niếc tai ở đâu đấy? Ở phần review chuyện đó, Nhiễm Thuật, bé ngốc bị xử lý 8 lần trong 10 ngày. Jun, chương này tác giả sửa ro, có tí nước thịt cũng cắt luôn của anh em, nhưng mà không sao mặt cười tôi giữ lại bản cũ cho mọi người đọc đây. Tang Hiến đè Nhiễm Thuật xuống, dùng giọng rất trầm để hỏi, còn đi sao nữa không? Sao đi đến concert ý, hu hu, không đi nữa, tiếng vỗ tay hôm nay đã đủ to chưa? Đủ rồi à, à, còn thiếu mấy tiếng hét niếc tai nhỉ? Đờ mờ, anh đừng, chồng ơi, Tang Hiến, đèn chống mũi 7 màu cầu vồng sáng lập lòe, logo nhảy lên trên trần nhà, tiếng nhạc phát ra không ngừng. Cùng với đó là tiếng khóc của Nhiễm Thuật và tiếng vỗ tay non-stop. Chương 37, Nhiễm Thuật tự tay mặc cho tao, tao thích lắm. Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Thuật đứng trước bàn ăn, bóp eo, hằm hằm nhìn Tang Hiến, trông như một con gà trọi có tinh thần hăng hái. Tang Hiến bình thản ung dung pha cà phê và nướng bánh mì cho cậu. Anh đừng có mà làm như không có chuyện gì. Nhiễm Thuật chỉ vào Tang Hiến, mắng đầy bực tức. Cũng có chút chuyện mà. Anh thì có chuyện gì? Sao em không thấy vậy? Bị kẹp chặt rất đau, nội thương rồi. Nhiễm Thuật nổi điên trong chớp mắt, dứt khoát bổ nhào lên lưng Tang Hiến, đu trên lưng anh, hết gặm lại cắn để trả thù. Tang Hiến cũng không thèm để ý, còn đi tới đi lui ở đảo bếp Kiều Tây, để ý thấy Nhiễm Thuật sắp ngã xuống, anh đưa tay đỡ cậu một chút. Nhiễm Thuật hơi không ngồi yên được, nếu như giờ Tang Hiến ngồi xuống thì chắc chắn sẽ làm cậu tức giận nên là anh đứng cùng Nhiễm Thuật luôn. Hai người đứng ở đảo bếp, ăn bữa sáng. Trong lúc ăn sáng, Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm vào Tang Hiến, quan sát từ trên xuống dưới khiến Tang Hiến vô thức uống nhiều thêm một ngụm cà phê. Bình thường mà bị Nhiễm Thuật nhìn chằm chằm như vậy thì chắc chắn tiếp theo sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Thậm chí anh còn biết thừa là Nhiễm Thuật đang bới lông tìm vết, chỉ là bây giờ vẫn chưa nghĩ ra lý do nào chính đáng để mắng anh. Nhiễm Thuật ăn sáng xong, uể oải thở dài một cái. Tang Hiến cũng thở phào một cái theo, xem như đã qua cửa này. Thật ra, Nhiễm Thuật không tìm thấy cớ để mắng Tang Hiến thì cũng không hết hy vọng, cậu đẩy anh vào phòng thay đồ, để em phối đồ cho anh. Tang Hiến không có ý kiến gì, để tùy Nhiễm Thuật chọn. Trang phục Tang Hiến mặc đến công ty đều là Âu phục, chỉ khi thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò thì mới đổi sang quần áo bình thường. Bộ Nhiễm Thuật chọn cho anh cũng là đồ Âu, là bộ Nhiễm Thuật thích nhất, nhìn khá là cháy. Giúp anh chọn, giúp anh mặc, tiện thể không đứng đắn một hồi, mãi đến khi Nhiễm Thuật đẩy anh ngồi xuống, anh mới phát hiện ý đồ nhỏ nhen của cậu. Ây, quà em đặc biệt chuẩn bị cho anh, thích không? Nhiễm Thuật nói, tự tay giúp anh đi bít tất. Tang Hiến giơ chân lên, nhìn đôi tất SpongeBob trên chân, im lặng một lát rồi mới nói thích. Thích thì hôm nay đi đôi này đi. Ồ, được, Nhiễm Thuật cực kỳ hài lòng, còn nhất định phải thấy Tang Hiến đi giày vào, xem hiệu quả tổng thể rồi mới thỏa mãn giơ ngón tay cái ra với anh, quá là đẹp trai luôn. Cảm ơn sự trân trọng của em. Hai người sóng vai ra khỏi cửa. Tang Hiến cử tài xế đưa Nhiễm Thuật đến công ty, còn anh thì đến tổng công ty. Tang Hiến vừa mới xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Quân Cảnh trong công ty là Thẩm Quân Cảnh đã phát hiện có gì đó sai sai. Hắn theo sau Tang Hiến mấy bước, đến lúc Tang Hiến đi bộ mới có thể lờ mò thấy được và có thể xác định tất của Tang Hiến không đúng. Đôi tất này của mày, Thẩm Quân Cảnh muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp, giọng điệu cũng cực kỳ nặng nề. Nhiễm Thuật tặng tao, vừa nói Tang Hiến vừa giơ chân phải ra cho Thẩm Quân Cảnh nhìn. Giữa quần tây và giày da màu đen lộ ra một màu vàng óng ả chói lóa. Tao cũng đoán vậy, vẻ mặt Thẩm Quân Cảnh nghiêm túc, hôm nay có một hội nghị lớn, sẽ có rất nhiều người, mày có chắc không cần thay đôi khác à? Nhiễm Thuật tự tay đi cho tao, tao rất thích. Tang Hiến chẳng những không ghét bỏ mà trong lời nói còn mang theo mùi khoe khoang nhàn nhạt. Thẩm Quân Cảnh khẽ gật đầu, nói lại với trợ lý của mình, hôm nay pha cho tôi một chén cầu kỳ, để tôi bồi bổ. Trợ lý nhỏ tranh thủ làm theo luôn. Thẩm Quân Cảnh thật sự không biết mình đến công ty Tang Hiến để làm gì. Anh cứ dăm bữa nửa tháng lại có dấu răng trên yết hầu, nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy vết dâu tây trên cổ. Hôm nay lại là một đôi tất vui buồn thất thường thế này. Lúc nào Thẩm Quân Cảnh mới có thể bỏ được cái tật ngại hộ người khác này?
người trong cuộc vẫn rất thích thú, hắn phiền dùm cái gì chứ? Tự làm tự chịu, nể mặt đồng tiền thôi, cũng đâu tìm được ông chủ nào hào phóng hơn Tang Hiến nữa. Cho tiền thì là thượng đế, lại nhớ về chiếc Ferrari mới cắp nách tháng trước. Thẩm Quân Cảnh cố gắng an ủi bản thân. Nhiễm Thuật đến phòng làm việc của Hồ Vĩnh Kỳ trước, cố ý để anh Lưu và Tiểu Tề canh ở ngoài cửa để Hồ Vĩnh Kỳ không thể bỏ chạy giữa chừng. Sau đó, hùng hùng hổ hổ giết vào. Hồ Vĩnh Kỳ không ngờ Nhiễm Thuật vậy mà lại tự mình từ đoàn làm phim về tìm gã, sau khi nhìn thấy cậu từ cửa vào thì kinh ngạc mất một lát. Nhiễm Thuật lại không để ý đến sự ngơ ngác của gã, ném thẳng lịch trình làm việc của mình lên trên mặt gã. Họ Hồ kia, anh đừng có mà quá đáng, anh nhìn thử xem anh nhận cho tôi cái gì đây. Thời gian này tôi không nhận thêm mấy cái kịch bản thì thôi, anh thật sự nhận chương trình tạp kỹ cho tôi cũng nhịn được, nhưng kết quả là anh lại sắp xếp một đống Livestream bán hàng cho tôi là sao? Bây giờ, nghệ sĩ Livestream bán hàng cực kỳ phổ biến, lại vừa nhanh hái ra tiền. Livestream như thế mới bận, nếu fan mua sản phẩm thì cứ phải gọi là tiền đầy sọt. Có điều rất nhiều nghệ sĩ không bằng lòng làm việc này, thực sự Livestream rất mệt mỏi, cực tốn sức, còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này. Thứ nhất, Livestream chỉ mang đến hiệu quả và lợi ích ngắn ngủi, nếu như dành thời gian đó để đi đóng phim truyền hình, thậm chí là dù có tham gia game show thì trong hậu kỳ cũng có thể có những video có thể đăng lên được. Hai là sẽ ảnh hưởng đến giá trị sao của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ muốn thử đóng chính kịch như Nhiễm Thuật. Livestream bán hàng trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của bên phía đầu tư và phim ảnh đối với cậu. Sao Pro, Han Jin Liang, ý chỉ hàm lượng vàng thực có trong một món đồ, mình thay bằng từ giá trị. Livestream giao lưu nói chuyện phiếm với fan hâm mộ còn tốt hơn là Livestream bán hàng. Gần đây Nhiễm Thuật hot lại, tất nhiên công ty sẽ mang ra lợi dụng. Độ nổi tiếng của Tô Điểm Điểm giảm sút khiến công ty chịu thiệt hại, bọn họ liền muốn kiếm lại từ chỗ khác. Thế là trực tiếp sắp xếp công việc Livestream bán hàng cho Nhiễm Thuật. Hồ Vĩnh Kỳ trả lời, ra vẻ đạo mạo, gần đây độ nổi tiếng của em đang dần tăng trở lại. Nếu nhân lúc hiện tại Livestream thì cũng có thể giúp em nhanh chóng quay trở lại vị trí tuyến 1. Anh xem tôi là người mới à? Thế mà lại đem lý do này ra dọa tôi. Tôi đến cái tuổi này rồi, giờ là thời điểm mấu chốt, hẳn là nên gia nhập thêm vài đoàn làm phim, quay thêm vài tác phẩm nữa. Đợi mấy năm nữa, tôi cũng chỉ có thể đóng vai cha chú. Thời kỳ hoàng kim của nghệ sĩ nam tương đối lâu, coi như em có hơn 30 thì vẫn có thể đóng phim thần tượng. Tôi không phải mấy ông chú tự tin kia, mặt đầy nếp nhăn mà còn tự tin tràn trề đóng mấy vai tuổi 18, nhận được cát xê rồi chi bằng đi mua cái gương soi lại. Tôi có khả năng gì, có thể làm những việc nào, tự tôi biết rõ. Trước khi nhận kịch bản, Nhiễm Thuật đều sẽ cân nhắc xem mình có phù hợp với nhân vật đó không. Nếu hình tượng của cậu thật sự không hợp, cậu cũng sẽ không gắng gượng làm gì. Nếu không vừa ảnh hưởng đến tác phẩm, vừa làm chậm trễ thời gian cậu đi diễn tác phẩm khác phù hợp hơn. Hồ Vĩnh Kỳ nói tiếp, gần đây độ nổi tiếng của Tô Điểm Điểm giảm sút, thật sự gây nên chút tổn thất, chuyện này có liên quan đến em. Liên quan đéo gì đến tôi, người lật lọng mắng lén sau lưng, mua hot search là cậu ta chứ không phải tôi. Hơn nữa người hôn hít với cậu ta bị chụp lại là tôi à. Có phải hai người bọn anh không có sức XXX nhau, phạch phạch phạch, thì tôi cũng phải phụ trách cung cấp hai cái động cơ tốc độ cao cho hai người không? Nhiễm Thuật, Hồ Vĩnh Kỳ nghiêm mặt quát. Thôi anh bớt lên mặt dậy đời tôi đi. Đúng là thứ trâu già gặm cỏ non mà. Một người muốn trịch, một người muốn nổi sao. Rõ ràng ai cũng biết được bộ mặt thật của người kia nhưng lại cứ thích bày cái dáng vẻ tình yêu đích thực cho ai xem, nhìn nổi hết da gà. Chó nhà anh nuôi có vấn đề thì đừng kêu tôi đi sau hốt phân dùm, tôi mặc kệ. Ngon thì bảo Tô Điểm Điểm nhà anh tự đi mà giải quyết. Đương nhiên Hồ Vĩnh Kỳ biết Nhiễm Thuật có tính cách như thế nào, gã cũng không cần phải ầm ĩ căng thẳng với cậu làm gì. Điều chỉnh biểu cảm trên mặt một lát, gã cầm lấy bảng lịch trình xem một chút rồi nói, những chuyện này em hoàn toàn không cần phải đích thân quay về một chuyến. Tôi gọi cho anh thì anh sẽ nghe à? Hồ Vĩnh Kỳ giơ tay ra hiệu, ngồi xuống rồi nói đi. Nhiễm Thuật không ngồi, một tay chống mép bàn, tôi muốn anh liên lạc luôn với bên phát trực tiếp, hủy bỏ hết sạch mấy lịch trình này, đừng có tạm bợ rồi không tìm được người dự bị, cứ phải đánh cược với tôi không dễ lừa đâu. Hồ Vĩnh Kỳ nhìn bảng biểu, lấy ra một cây bút, gạch vài nét sơ sơ sau đó cầm điện thoại di động lên liên hệ đối phương. Lúc này,
ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Ngay sau đó Tô Điểm Điểm hung hăng tiến vào văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ. Tô Điểm Điểm trông thấy Nhiễm Thuật xong, cuối cùng cũng cười lạnh, Nhiễm Thuật, sao anh không lo đóng phim đàng hoàng đi mà còn cố ý quay về công ty làm cái gì? Tôi đến đây cũng phải báo cáo với cậu à, từ khi nào mà cậu lại ôm cái mác bảo vệ này để sống vậy? Giờ sa sút thành đỗ nghèo khỉ rồi à? Hiện tại trong lòng Tô Điểm Điểm vô cùng đắc ý nên cậu ta không tính so đo với Nhiễm Thuật. Cậu ta khinh khỉnh hỏi, Nhiễm Thuật à, anh biết chuyện Tang Hiến có vị hôn thê chưa? Cậu ta muốn nhìn thấy Nhiễm Thuật lộ ra sơ hở, muốn thấy nét mặt ngạc nhiên và tức giận của Nhiễm Thuật, nhưng kết quả là Nhiễm Thuật chỉ im lặng. Vị hôn thê, hừm, chắc chỉ có thể là vị hôn thê thôi. Cậu còn chưa di dân nên không biết lúc nào mới lấy được giấy chứng nhận. Mới nghĩ thôi đã thấy kết hôn muôn vàn khó khăn. Đúng vậy, cậu đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Đáng tiếc Tùy Hầu Ngọc lại khuyên cậu trước một bước. Cậu ta bảo bây giờ hai người họ ồn ào chia tay, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến bạn bè mà thôi. Nhưng nếu họ nhận giấy kết hôn thì ảnh hưởng đến cả nhân viên cục dân chính. Vì thế để giảm bớt gánh nặng cho quốc gia, cứ giữ nguyên trạng thái như vậy là tốt lắm rồi. Sầu não là hiện tại cậu và Tang Hiến đang yêu đương lén lút ngon lành, không nhất thiết phải công khai dùm beng làm gì. Do đó cậu gật đầu, lên tiếng, ờ, biết chứ. Cho nên á, anh biết anh với anh Tang Hiến không có cửa nên mới quay xe tìm anh Hồ chứ gì. Anh tưởng anh Hồ vẫn còn thích anh hả? Lại còn cho hai người ra canh cửa nữa, bộ sợ bị người khác quấy rầy hay gì. Nhiễm Thuật nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Hồ Vĩnh Kỳ, anh không tìm ra cách nào giúp cậu ta thông minh lên được hả? Hồ Vĩnh Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Điểm Điểm không như những gì em nghĩ đâu. Không đúng ư, tôi xem lịch sử trò chuyện của hai người rồi, nhiều lắm. Âm lượng của Tô Điểm Điểm đột nhiên cao lên, hôm nay anh ta còn cố tình trở về từ đoàn làm phim để thăm anh, còn để cả hai người đứng canh ngoài cửa nữa, anh còn nói hai người không có gì ư. Dạo này Tô Điểm Điểm không nhờ vả được ai, sau tất cả chỉ có thể lấy lòng Hồ Vĩnh Kỳ một lần nữa, lại còn giữ dịt không buông. Ngay cả lịch sử trò chuyện của Nhiễm Thuật và Hồ Vĩnh Kỳ cậu ta đều cảm thấy chướng mắt. Nhưng lại không biết trên thực tế Nhiễm Thuật liên tục gọi điện để mắng Hồ Vĩnh Kỳ, còn Hồ Vĩnh Kỳ liên tục cúp máy mà thôi. Có điều trong mắt Tô Điểm Điểm thì đây lại là do Nhiễm Thuật cố ý níu kéo. Nghe xong, Nhiễm Thuật mỉm cười, nếu như tôi thật sự thích anh ta thì sao lúc Hồ Vĩnh Kỳ còn trẻ tôi lại không ở bên anh ta. Bây giờ anh ta già chát như này, tôi lại còn đi dụ dỗ anh ta á. Hồ Vĩnh Kỳ muốn xen vào nhưng lại không nói thành lời, chỉ có thể nhìn hai người trước mặt mắng nhau rồi lôi cả gã vào. Tô Điểm Điểm rất không phục, anh thấy không làm gì được bên tổng giám đốc Tang, độ phổ biến khó khăn lắm mới tăng lại, không muốn từ bỏ nên mới tìm đến anh Hồ chứ sao. Vậy sao lúc tôi vừa mới chìm lại không tìm anh ta? Bộ thỉnh thoảng mang theo não kho lắm mà. Bởi vì lúc đó chúng tôi vừa mới bên nhau, anh vốn không có cơ hội. Thú thật thì mấy năm trước có thể cậu nổi tiếng thật đấy, tôi còn tưởng cậu rất gì và này nọ nữa cơ. Nhưng sau khi từ từ tiếp xúc tôi bất ngờ vô cùng. Nhiễm Thuật nói, còn thở dài một hơi. Tô Điểm Điểm cứ ngỡ Nhiễm Thuật sẽ chửi mình nhưng ngờ đâu tự nhiên Nhiễm Thuật lại nâng cuộc trò chuyện của bọn họ lên một tầm cao mới. Mà vốn dĩ đầu óc cậu ta cũng không thuộc dạng nhanh nhạy nên nhất thời không nhận ra chiêu trò của Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật tiếp tục chọc tức Tô Điểm Điểm, bây giờ cậu bị nghiệp quật, không những không biết tự kiểm điểm bản thân, sửa chữa sai lầm của mình mà còn cố tình thêm mắm dặm muối. Đã đoán bậy đoán bạ tôi ôm đùi người khác cam bách nhằm cố gắng che đậy đống cướp kia của cậu chứ gì. Nhiễm Thuật không mắng tiếp nữa nhưng Hồ Vĩnh Kỳ và Tô Điểm Điểm đều hiểu rằng cậu muốn mắng cái gì. Nhiễm Thuật nói tiếp, thật sự coi ai cũng là chó, đều sẵn sàng ăn, à. Thứ cậu rất thích, trong mắt tôi chả là cái cóc khô gì, hiểu chưa? Tô Điểm Điểm tức đến mức thở hổn hển, nếu như anh không muốn dựa dẫm vào anh Hồ thì sao hôm nay lại trở về tìm anh ấy chứ? Về để mắng anh ta, xem ra lần sau tôi phải mắng anh ta to tiếng thêm chút, kẻo người ngoài cửa lại không nghe được. Tôi từng gặp người chen hàng mua cơm nhưng chưa thấy ai chen hàng để được nghe chửi như thế này. Nhiễm Thuật quên mất tình trạng sức khỏe của mình, vừa đặt mông ngồi xuống đã lập tức đứng phắt dậy. Sự thật chứng minh, mấy chuyện cổ vũ cho tình yêu sao như này, càng cổ vũ to tiếng càng đau. Sao vỗ tay tình yêu là bạch 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 đó mặt cười tiếng càng to càng đau. Cũng may là lúc này có người gõ cửa đi vào, khiến hai người kia không chú ý đến hành vi kỳ quái của Nhiễm Thuật. Người gõ cửa đi vào là Thẩm Quân Cảnh, sau khi thấy Nhiễm Thuật thì nháy mắt ra hiệu cho cậu,
rồi nói, Tổng Giám Đốc Tang biết hôm nay anh Nhiễm trở về để bàn bạc sắp xếp chuyện công việc, cố ý cử tôi đến giúp. Vừa nói vừa đưa mấy kịch bản cho Nhiễm Thuật, đây là tài nguyên do Tổng Giám Đốc Tang giành được cho cậu, cậu xem thử xem có phù hợp không. Nếu cậu thích cái nào thì chúng tôi sẽ dựa vào lịch trình mà sắp xếp cho cậu. Nhiễm Thuật không nói lý do mình quay về với Tang Hiến, anh cũng không hỏi cậu. Cậu không muốn làm phiền Tang Hiến, mấy việc vặt này tự cậu có thể giải quyết ổn thỏa, không cần đến sự hỗ trợ của anh. Nhưng mà Tang Hiến vẫn đoán ra, cố ý cử Thẩm Quân Cảnh tới. Nhiễm Thuật giơ tay ra lấy, vẫn không ngồi xuống mà đứng trong phòng làm việc mở ra xem. Hồ Vĩnh Kỳ và Tô Điểm Điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiễm Thuật lựa chọn, lúc này không biết phải phản ứng làm sao. Dù sao cũng là người của tổng công ty tới, người ta là nhân vật giữ chức lãnh đạo cấp cao, bọn họ không thể phơi bày mặt xấu của mình ra cho Thẩm Quân Cảnh thấy được. Thẩm Quân Cảnh thấy Nhiễm Thuật bắt đầu đọc kịch bản thì mới nói, Tổng Giám Đốc Tang vừa mới tìm được một vị đại diện giàu nứt phách, sẽ đi làm sớm thôi. Hy vọng Giám Đốc Hồ quan tâm một chút. Người được, mời đến. Hồ Vĩnh Kỳ sốc nặng, cả người bay bay. Vậy mà trước giờ anh hoàn toàn không biết gì hết. Người sắp tới rồi mới thông báo cho gã là sao? Đúng vậy, là Cao Cần bên Sâm Ngô, chắc chắc anh quen lắm. Nghe tới hai chữ Cao Cần này, vẻ mặt Hồ Vĩnh Kỳ cứng đờ. Nào chỉ có quen biết, đây là đối thủ cũ, thủ đoạn của Cao Cần lợi hại tàn nhẫn thế nào, Hồ Vĩnh Kỳ hiểu rõ. Dù sao gã cũng phải ăn trái đắng mấy lần. Người có thân phận như vậy mà cũng bị lương cao đào sang, sao cô có thể cam tâm tình nguyện làm dưới trướng gã? Hồ Vĩnh Kỳ hỏi với giọng nặng nề, cô ấy sẽ nhận chức vụ nào? Phó Giám Đốc tạm thời. Tạm thời, Hồ Vĩnh Kỳ nhíu mày, phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Thẩm Quân Cảnh mỉm cười, không đáp, Tô Điểm Điểm nghe thế cũng hơi xấu hổ. Cậu ta biết chứ, chỉ sợ ý Tổng Giám Đốc Tang là phải từ từ đóng gói Hồ Vĩnh Kỳ, sau đó sẽ đuổi gã ta đi. Bây giờ nói lịch sự như vậy cùng lắm là trừ cho Hồ Vĩnh Kỳ chút mặt mũi cuối cùng thôi. Vốn dĩ lý do Tang Hiến mua lại công ty này đều là vì Nhiễm Thuật. Còn kết cục công ty trở thành dáng vẻ gì hay bị thiệt hại như thế nào, Tang Hiến hoàn toàn không để ý. Chỉ cần Nhiễm Thuật trải qua an ổn là được. Thế để tôi đọc kịch bản trước đã. Cụ thể nhận bộ nào tôi vẫn chưa xác định được. Nhiễm Thuật vừa đọc kịch bản vừa nói. Thẩm Quân Cảnh làm như không quen biết gì Nhiễm Thuật. Hỏi, chà, được rồi, cậu Nhiễm có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ giải quyết chăng? Lịch trình kia. Ngoài cái lai công ích cho nông dân, những cái khác từ chối hết, để anh ta từ chối ngay trước mắt cậu. Anh ta làm việc chó lắm, không xác nhận thì không thể yên tâm được. Rồi rồi, Thẩm Quân Cảnh cảm thấy chuyện suối quẩy này quá đơn giản, dù sao so với Tang Hiến phải đi tất hình SpongeBob thì việc đi tất kia vẫn tê ra đầu hơn. Mãi đến khi Thẩm Quân Cảnh chắc chắn là Nhiễm Thuật đã sắp xếp công việc xong xuôi thì mới rời khỏi công ty. Hồ Vĩnh Kỳ nhìn lịch trình trước mặt, giận đến nghiến răng. Tức tối nện lịch trình xuống bàn, ức hiếp người quá đáng. Nhưng đúng là phá tiền, mày hiểu ngành giải trí à? Ép đuổi tao gấp vậy, ai cũng đừng mong được yên. Tác giả có lời muốn nói, Hồ Vĩnh Kỳ nghẹn 2 tháng, cuối cùng tung ra tin thế này, Nhiễm Thuật chửi người, muốn bao nhiêu bẩn có bấy nhiêu bẩn. Cháu gái lớn, mau lại xem, lớp dạy chửi của chú mở rồi này, cháu trai cháu gái lớn vào nghe ích. Chương 38, anh ấy là bạn trai em. Lúc Cao Cần đến đoàn làm phim, cô thấy Nhiễm Thuật đang đứng trên ván trượt, tiên khí bồng bềnh mà lướt về hướng nhà vệ sinh. Hôm nay tạo hình của Nhiễm Thuật là một thân đồ trắng, mang theo tiên khí nhẹ nhàng của tạo hình tiên tôn. Chính cậu cũng rất thích tạo hình này vì có ảo giác như Nhiễm Thuật biến thành tiên đến nơi. Kết quả là cậu phấn khích quá, đi toilet cũng muốn đứng trên ván trượt trông như đang ngự kiếm, tay áo bồng bềnh, trông rất có phong thái của thần tiên. Chỉ khổ Tiểu Tề phải dùng dây thường kéo Nhiễm Thuật đi đằng trước. Nhiễm Thuật thấy Cao Cần đến, đứng trên ván trượt ra vẻ cao thâm nói, em đi một chút sẽ về. Cao Cần vốn là một người phụ nữ nghiêm túc cẩn thận nhưng lại bị cảnh tượng này chọc cười. Cô khoát tay với cậu, em đi đi. Một lát sau, Nhiễm Thuật vẩy nước trên tay, sau đó tiến lại gần Cao Cần rồi nói, chị em mình vào trong xe lưu động trò chuyện nhé. Ừm, cũng không có gì nhiều đâu, chị chỉ xin em 20 phút thôi. Vâng ạ, hai người tiền vào xe lưu động, Nhiễm Thuật ngồi xuống nhìn Cao Cần, chờ đợi cô lên tiếng trước. Cao Cần cũng không khách sáo, hỏi thẳng, chắc em cũng biết chị rõ rồi mà nhỉ. Vâng, quen chứ, lúc biết Tang Hiến mời chị đến em bất ngờ cực. Năm xưa Nhiễm Thuật có một đối thủ, người đó là nghệ sĩ dưới tay Cao Cần.
Hai người tranh giành tài nguyên, minh tranh ám đấu sao không ngừng. Nhiễm Thuật đương nhiên cũng biết được thủ đoạn của Cao Cần, dù sao thì năm đó cậu cũng là người bị hại đầu tiên. Ngành giải trí vốn là một vòng tròn, xoay tới xoay lui. Chúng ta hợp tác với nhau, từ giờ chị chịu trách nhiệm sắp xếp công việc cho em, anh Lưu cũng vẫn sẽ ở lại với team, không bị trừ bớt lương, về sau chỉ cần làm việc bình thường thôi. Thật ra nếu là người khác chắc chị sẽ không nhận, nhưng nghe được rằng mình sẽ dẫn dắt em nên chị đã nhận lời ngay. Nhiễm Thuật chống cằm, cười hì hì hỏi, thế nào, thấy thực lực em mạnh thế nào chưa? Chỉ sợ người hiểu rõ em nhất không phải Hồ Vĩnh Kỳ mà là chị, dù sao chị cũng từng là người đứng đầu ekip đối thủ của em mà. Lúc làm đối thủ của em nhưng vẫn không tài nào tìm được tin tức bôi đen em, từ đó chị biết ngay em là nghệ sĩ có tiềm năng. Với tư cách là đối thủ, đương nhiên bọn họ sẽ muốn bôi đen Nhiễm Thuật, như vậy thì sẽ chiếm được lợi thế. Thế nhưng Nhiễm Thuật lại không có chỗ nào để bôi xấu. Giả như việc cậu tính tình nóng này, mồm miệng không nhường ai toàn là những việc lông gà vỏ tỏi, fan của cậu cũng biết thừa. Những lỗi này vốn không được đặt vào tầm ngắm trong ngành giải trí. Những cái khác thì lại đào không ra. Tang Hiến đã nói gì với chị sao? Nhiễm Thuật lại hỏi. Cũng nói qua qua, bọn chị cũng đoán được nếu mời chị về thì chắc chắn Hồ Vĩnh Kỳ sẽ quay lại đuổi giết. Nhưng chị cảm thấy cái này không quan trọng, nếu người đại diện cũ quay xe vạch trần cũng không tạo ra tin gì quá dữ đâu, chỉ có thể giúp em tăng cao một bậc thôi. Nhiễm Thuật gật nhẹ đầu, bày tỏ mình tự hiểu. Vừa rồi câu kia của cậu chỉ muốn thăm dò xem Cao Cần có biết mối quan hệ yêu đương của cậu không. Cao Cần không nói, đoán chừng Tang Hiến cũng không nói gì. Mà cậu cũng không định nói cho Cao Cần biết. Kết quả Cao Cần đột ngột thốt một câu như vậy, phốt lớn nhất của em chắc chỉ là xu hướng tính dục. Nhiễm Thuật dừng lại động tác lấy ly nước, nhìn về phía Cao Cần. Cao Cần nhanh chóng cười nói, nếu Hồ Vĩnh Kỳ mà muốn nói về phốt này, vụ việc giữa hắn và Tô Điểm Điểm, bọn chị muốn lấy ra quậy một hồi xem ai xấu hổ hơn ai. Nhiễm Thuật gật đầu theo, sau đó cầm ly nước uống một hớp. Sau đó cậu nghe thấy Cao Cần nói, dù sao thì cũng dễ nhìn ra hình tượng của em là không, lại còn là không tiêu chuẩn. Nếu một ngày có lỡ lộ ra chắc fan cũng không quá ngỡ ngàng. Nhiễm Thuật suýt thì sặc, buồn bực hỏi, sao em lại là không tiêu chuẩn cơ chứ? Da trắng mặt xinh chân dài, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhiễm Thuật giơ ngón tay like một cái, chị thành công lấy lòng em rồi đấy. Cao Cần lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong túi, lấy bút ghi chép, chắc chắn chúng ta phải xây dựng lại đội nhóm một lần nữa. Stylist, trợ lý, lái xe, vệ sĩ, vân vân. Tổng giám đốc Tang cũng nói đây là việc ưu tiên. Tiểu Tề rất tốt, có thể giữ lại. Được, em có yêu cầu gì với những cái khác không? Nhiễm Thuật thực sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, kín miệng, tính tình tốt, sóng to gió lớn cũng phải vững vàng như núi. Hai cái đầu là tố chất cơ bản, cái cuối cùng là gì vậy? À, em hay làm mấy chuyện khùng điên, bọn họ không thể hoảng sợ nhìn em như thằng thần kinh được. Ví dụ như đêm khuya đuổi bắt mèo để triệt sản rồi ngã bị thương hả? Cao Cần nghiêm túc ghi chép lại, sau đó trao đổi kỹ càng hơn với Nhiễm Thuật. Nói chung, Cao Cần là người có tính cách sẽ luôn giải quyết mọi việc, chỉ là hơi kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm đặt Hồ Vĩnh Kỳ vào mắt, coi những người đại diện khác cũng chẳng là gì. Cô còn cho Nhiễm Thuật lời khuyên về một vài kịch bản, sau đó rời đi trên đôi giày cao gót cộp, cộp, cộp. Hiển nhiên là cô chuẩn bị ra chiến trường để battle với Hồ Vĩnh Kỳ. Nhiễm Thuật và Cao Cần tính lên tính xuống, cuối cùng vẫn bị tên chó Hồ Vĩnh Kỳ kia đớp một cái. Nhiễm Thuật từ chối hết mấy buổi livestream mang lại lợi nhuận, cuối cùng chỉ để lại một chương trình phát sóng trực tiếp công ích giúp đỡ nhà nông. Cậu đến nơi quay trực tiếp theo đúng thời gian đã hẹn trước, sau khi tạo hình xong thì ngồi trước ống kính, dự định câu kéo thêm độ hot cho chương trình. Lúc buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, cậu mới phát hiện ra điều mờ ám. Cậu cứ nghĩ cả chương trình sẽ là phát sóng giúp đỡ nông dân, ai ngờ là chia ra làm nhiều đoạn. Giờ đầu tiên là livestream bán hàng, giờ tiếp theo mới là làm từ thiện giúp đỡ sản phẩm nông nghiệp. Mà dựa theo những gì đã quy ước, cậu phải ngồi cho đủ 2 giờ. Cậu nhìn xét son môi trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Cần phía trước. Cô đi làm rõ với đội nhóm ngay lập tức. Lúc này, người dẫn chương trình chủ động kêu cậu, ra hiệu cho cậu phối hợp giới thiệu sản phẩm. Nhiễm Thuật không lên tiếng, mặt không đổi ngồi trước ống kính, chỉ yên lặng nhìn người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình không ngờ đến việc Nhiễm Thuật không hợp tác như vậy, vì thế liền xị mặt xuống, ra hiệu bằng mắt với đội nhóm nhưng thất bại,
sau đó đành phải xấu hổ trong chốc lát rồi tự mình giới thiệu sản phẩm. Người xem livestream không rõ sự tình ra sao, nhao nhao bình luận. Nhiễm thuật làm cao à, mặt đen xì từ đầu đến cuối. Đã livestream rồi còn không nói lời nào, không muốn nói thì đừng có lên. Nhiễm thuật, anh tèo rồi, anh không dựa vào làm mấy trò hề lên hot search thì không còn chút sức nóng nào nữa. Nghệ sĩ nổi danh làm giá, đúng là sống lâu mới thấy. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Cao Cần đã sắp xếp fan của cậu xong xuôi. Màn đạn bắt đầu lặp đi lặp lại câu này. Nhiễm thuật chỉ muốn tới phát sóng giúp đỡ nông dân, không ngờ bị ép buộc tham gia nội dung có lợi nhuận, hiện đang thương lượng lại, việc này sai rồi, xin lỗi mọi người. Nhiễm thuật đến livestream giúp đỡ nhà nông miễn phí, không ngờ lại có nội dung bán hàng. Nhiễm thuật không muốn fan của mình mua hàng mù quáng nên mới ứng xử như vậy, xin lỗi. Đương nhiên là có những người không đồng tình với ý kiến này. À, là miễn phí nên không muốn tuyên truyền cho sản phẩm, phải mất tiền mới được đúng không? Đúng là trong mắt chỉ có tiền, đến cũng đến rồi mà không nói một câu. Thế mà còn phải đội cái mũ công ích, đừng có tự biến mình thành trò hề. Không trả tiền thì làm sao mà livestream, phải thương lượng giá cả chứ nhờ. Cái gì mà thương lượng, đang mặc cả giá thì có, ghê tởm. Fan của nhiễm thuật cũng không cãi nhau với những người này mà tiếp tục làm một màn mưa bình luận giải thích cho việc nhiễm thuật không nói câu nào. Sau khi tình hình này kéo dài 15 phút, Cao Cần mới trở về, ra hiệu cho nhiễm thuật. Sản phẩm trong phòng phát sóng cũng đổi thành sản phẩm giúp đỡ nông dân mà nhiễm thuật đã biết. Với năng lực của Cao Cần, hoàn toàn có thể xử lý trong phút mốt. Nhưng mà chỉ trong 15 phút ấy, nhiễm thuật chỉ ngồi trước ống kính, không biết mọi việc đã được xử lý ra sao, chỉ thấy số người xem tăng vọt. Cậu nhanh chóng đoán được đây là Cao Cần cố ý, lợi dụng 15 phút kia để tạo tin tức khiến phần lớn cư dân mạng đổ qua đây để nghe ngóng. Sau đó, vấn đề được giải quyết ra sao còn phải phụ thuộc vào nhiễm thuật. Nhiễm thuật cầm sản phẩm lên nhìn một chút rồi mới lên tiếng. Trước đó tôi đã làm rõ với đội nhóm là phát sóng công ích những sản phẩm để giúp đỡ nông dân. Mọi người đều biết năm nay thiên tai không ngừng dẫn đến việc nông sản không được để ý đến. Nếu như không nhanh chóng xử lý thì chúng sẽ thối rữa ngoài ruộng hoặc không thể bán được khi lên kệ, gây ra tổn thất lớn hơn. Tôi đi đến tận đây ghi hình là để giúp một tay. Đáng tiếc, gần đây tôi mới thay đổi đội nhóm quản lý nên có sự cố xảy ra trong khi chuyển giao dẫn đến tình huống vừa xong, thật có lỗi với mọi người. Nói xong cậu ngẩng đầu một chút để nhìn số người xem. Con số này vượt xa so với bọn họ dự tính, so với buổi phát sóng trước đó, con số này tăng gấp 4 lần. Cái này cũng phải kể đến công nhiễm thuật ngồi đen mặt 15 phút, khiến rất nhiều người nghe được nên đến đây hóng hớt chửi nhau. Cũng có rất nhiều cháu gái lớn nghe nói nhiễm thuật đang gặp nạn ở đây liền tức tốc chạy đến, chen chúc trong đám đông ở phòng live. Nhiễm thuật đã debut rất lâu, fan đều là fan lâu năm. Những fan này phần lớn đã thành người đi làm, tăng ca, có con, đa số rất phật hệ sao. Sao thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Nhưng mà bọn họ đu idol kiểu phật hệ không có nghĩa là rời khỏi fandom. Nghe được chú nhà mình xảy ra vấn đề, đương nhiên phải tức tốc chạy đến đây cứu giá. Thậm chí bọn họ còn không cần giải thích, sau khi vào phòng live, thấy tình cảnh như vậy thì có thể ngay lập tức thống nhất ý kiến với những fan khác, khả năng tổ chức kinh người. Giờ phút này, anti-fan và cháu gái lớn đang cãi nhau ỏm tỏi trên màn đạn, nhiễm thuật tạm thời coi như không thấy gì. Sau khi giải thích xong trước camera, cậu mở gói sản phẩm và tự nếm, mùi vị khá ổn, là chua ngọt. Mọi người vào link nhé. Rồi lại nói, tiếp tục ăn, bình luận. Tôi cảm thấy đây không hẳn là một đồ ăn vặt ngon nhưng lại được làm hoàn toàn từ thiên nhiên không có chất phụ gia, thời hạn sử dụng chỉ có 2 tuần lại rất giàu dinh dưỡng. Mọi người cân nhắc mình có thể ăn bao nhiêu trong 2 tuần thì hẵng mua, đừng đặt quá nhiều. Lúc này nhân viên công tác nhắc nhở, bán hết rồi. Nhiễm thuật nhẹ nhàng gật đầu, đổi sang sản phẩm tiếp theo. Cậu vẫn tự mình nếm như cũ rồi nói ra cảm nhận thực tế của mình, sau đó dặn dò một chút mới cho link sản phẩm. Vừa dẫn link trong nháy mắt, nhân viên công tác lại tỏ ý, hết hàng. Trong 15 phút phát sóng đầu, người dẫn chương trình giới thiệu một set son và một sản phẩm chống nắng, người xem thì đông nhưng lượng chốt đơn chỉ trung bình. Đây cũng là tâm tư nhỏ mọn của Hồ Vĩnh Kỳ, gã đoán được rằng chắc chắn nhiễm thuật sẽ không hợp tác, hàng tiêu thụ không tốt về sau sẽ ảnh hưởng đến nhiễm thuật làm đại diện nhãn hàng,
nhãn hàng chắc chắn sẽ hoài nghi về năng lực của cậu. Hai sản phẩm có lượng bán ra hết hồn kia cũng dọa đội nhóm quay trực tiếp. Nhưng từ khi nhiễm thuật chính thức bắt đầu livestream, chỉ cần cậu bắt đầu giới thiệu sản phẩm thì sẽ cháy hàng trong nháy mắt. Hơn nữa, nhiễm thuật cũng không giống những ngôi sao làm màu làm mè kia, cậu thực sự đã ăn, nói năng thành thật, không phải không có lương tâm khen một cách mù quáng. Cái này ăn không ngon lắm. Nhiễm thuật cười sau khi ăn, cái gì đây? Ồ, cái này bổ não phải không? Nhiễm thuật bị đắng, mặt mày y hệt như trên bao bì, giơ cái túi ra trước ống kính, nói cái này đắng lắm, không ngon đâu nhưng nghe nói là bổ não. Mọi người mà mù quáng chốt đơn, mua thì phải ăn đấy. Cậu nhìn chằm chằm màn đạn, đột nhiên cười. Bổ não thì anh ăn thêm chút đi. Đại nhiễm thông minh mà cần bổ não sao, mấy đứa cháu gái láo toét này. Tôi giữ lại cho mình được không? Nhiễm thuật nói xong thì nói với tiểu tề, cất cho anh hai túi, dẫn Linh lên nhớ trừ hai sản phẩm. Kết quả đến lượt fan cuống lên, giữ cái gì mà giữ, đừng cướp của em mà, cái trước em đã không mua được rồi, cái này em nhất định phải cướp được. Cháy hàng, lấy hai gói chú giữ lại kia bỏ lên Linh đi. Đại nhiễm thông minh không cần bổ não, thông minh lắm rồi. Cứ thế, trước đó còn cãi lộn, giờ đây không khí lại thành náo nhiệt giành hàng. Không có chửi nhau nên số người xem cũng giảm xuống một chút, nhưng vẫn đông hơn bình thường gấp 3 lần. Vì vẫn nằm trong top dẫn đầu nên số người tham gia vẫn tiếp tục tăng. Những người mắng chửi nhiễm thuật đã không còn nữa. Dù sao thì livestream của nhiễm thuật cũng không tìm ra lỗi lầm nào cả. Tất cả đều là nghiêm túc giới thiệu, nghiêm túc nhận xét, cực kỳ cố gắng. Livestream công ích không lấy một đồng tiền thù lao nào, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra để đi lại. Việc làm không mang lại lợi ích nào mà còn nỗ lực như vậy, cũng nghiêm túc trợ giúp nông dân, những người muốn mắng cậu cũng không mắng nổi. Tang Hiến ngồi trước bàn làm việc ôm điện thoại, nghiêm túc nhìn màn hình, thậm chí còn nhíu cả mày lại. Thẩm Quân Cảnh ngồi cách đó không xa, thấy ngón tay Tang Hiến cũng đang nhanh chóng trọt trọt, cười khẽ một tiếng, rực nổi không? Tao rực được hai túi đậu phộng, Tang Hiến trả lời bằng giọng trầm, rất chi là kiêu ngạo. Đến cả túi đậu phộng tao cũng không giành nổi. Tốc độ tay của mấy người này sao vậy chứ? Tang Hiến không trả lời nữa, vì anh đang đợi sản phẩm tiếp theo được đưa lên. Hai người bọn họ đã cố mà vẫn không giành được món nào. Thẩm Quân Cảnh ném điện thoại qua một bên, tự bỏ luôn. Hồ Vĩnh Kỳ ngàn tính vạn tính cũng không tính được rằng cậu ấy dùng một tay cũng có thể tạo nên một hiện tượng. Cao Cần cũng phối hợp rất tốt, chị ấy chắc chắn rằng nhiễm thuật sẽ cứu vãn được cục diện. Hai người tung hứng nhịp nhàng đấy. Đúng là nhiễm thuật livestream rất thật. Ở phương diện này đúng là không thể chê nhiễm thuật. Miệng xấu nhưng tấm lòng là thật. Tang Hiến nhếch miệng, đắc ý nói, em ấy là bạn trai tao. Rất là tự hào, mày là nhất. Thẩm Quân Cảnh cầm điện thoại di động lên, thấy Cao Cần gửi tin nhắn đến, nói Cao Cần sắp mua kịch bản rồi, chờ tao phê duyệt dự toán, tao cần. Duyệt, ok, Jun, thầy bói bảo nhiễm thuật là tâm con tốt nhưng cái miệng con hơi hỗn. Chương 39, làm thuốc hết tác dụng, phần sau của buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất suôn sẻ. Tất cả sản phẩm ngay sau khi mở link đều được mọi người giành giật nhau mua hết. Sau khi nhiễm thuật kết thúc buổi live thì uống hết một chai nước khoáng mới hồi phục lại được một chút. Kiểu nói chuyện trước ống kính rất mệt, còn mệt hơn cả Tang Hiến làm cậu 3 lần. Lúc cậu nghỉ ngơi ở trong xe, Cao Cần lên xe, hỏi em cảm thấy thế nào? Tốt ạ, phản ứng của dư luận thế nào? Nhất định sẽ ồn ào một trận. Cao Cần cười nhẹ trả lời, hôm nay trên mạng, nhóm fan của Mỹ Dương Dương và Lãn Dương Dương tranh cãi rất nhiều. Lần này gây lớn chuyện như vậy kiểu gì cũng phải ồn ào mất vài ngày. Chúng ta đã có thông cáo điều hướng dư luận, chị đã xem qua rồi, chủ yếu nghiêng về phía em nhiều hơn. Nhiễm thuật muốn lấy điện thoại xem một chút. Nhưng Cao Cần lại đè điện thoại xuống, đừng xem. Không phải chị nói hướng dư luận đang nghiêng về em sao? Chị sợ em sẽ cãi nhau với anti-fan. Việc hôm nay mặt em chằm chằm 15 phút thật sự thu hút lượng truy cập, nhưng cũng là điểm trừ sao hiếm hoi của em. Sao, ma tiên, điểm mắng, hứ. Nhiễm thuật không phục đáp lại. Cao Cần ra hiệu cho lái xe đi đến nhà Tang Hiến. Nhiễm thuật lén lén nhìn Cao Cần một chút. Kết quả làm Cao Cần cười nói, trước đó chỉ cố gắng đào cho ra danh tính bạn trai em nhưng có đào ra đâu. Khi nhìn thấy Tang Hiến chị mới ngộ ra, bảo sao chị không tìm được, tin tức liên quan đến cậu ấy vừa xuất hiện trên mạng sẽ nhanh chóng biến mất, quan hệ xã hội còn mạnh hơn so với trong ngành giải trí.
Nhiễm Thuật đột nhiên thần thần bí bí lấy điện thoại ra, cho Cao Cần xem video Tang Hiến lái mô tô chờ mình, cho chị xem cái này nè. Cao Cần liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Nhiễm Thuật, không phải là em và Tổng Giám Đốc Tang đó chứ? Đúng rồi, mọi người đều nghĩ em là học sinh cấp 3 đó. Cao Cần cầm điện thoại của Nhiễm Thuật xem đi xem lại vài lần, sau đó nói, sắp tới chị sẽ đăng video này lên, gián tiếp dẫn hướng về phía em, sau đó lại gián tiếp phủ nhận. Sao lại phải làm thế? Nhóm lửa lên người mình ạ. Để mở đường cho tình yêu lãng mạn của em sẽ bị phơi bày trong tương lai, chuẩn bị tâm lý cho fan hâm mộ trước. Nhiễm Thuật không hiểu mạch não của Cao Cần lắm, cậu nghi hoặc một lát nhưng cũng không hỏi lại. Đúng lúc này, xe đột nhiên quay đầu, mọi người trên xe đều bình tĩnh ngồi yên trên ghế. Hiển nhiên là cắt mấy xe bám đuôi, bọn họ tập mãi thành quen rồi. Cao Cần nhìn điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Quân Cảnh, hỏi Nhiễm Thuật, Thẩm Quân Cảnh cũng là bạn học cấp 3 của em à? Vâng, Nhiễm Thuật trả lời một cách mơ hồ, sau đó nhanh chóng nói thêm một câu, hắn độc thân nhiều năm rồi. Nghe được câu trả lời này Cao Cần rất ngạc nhiên, nhìn Nhiễm Thuật mấy lần rồi mới nói, chị cảm thấy nếu hắn và em có quan hệ tốt, chị nói chuyện với hắn cũng dễ hơn, hắn cũng giúp em mở cửa sau, không có ý gì khác. Nhiễm Thuật nhanh chóng gật đầu, lần nữa nhấn mạnh, hắn độc thân đấy nhé. Cao Cần năm nay 31 tuổi, thuộc kiểu phụ nữ độc thân giỏi giang, vẻ ngoài cũng trên trung bình, nhưng là mẫu người chững chạc, khí chất cực cao, rất có phong cách, nữ cường nhân. Nếu cô và Thẩm Quân Cảnh xây dựng tình yêu chị em cũng không tồi chút nào. Cao Cần cười nói, đàn ông tầm tuổi chị mà còn độc thân hay chưa kết hôn, chỉ có khả năng là có bệnh gì đó. Phụ nữ đến tuổi này chưa kết hôn hoặc chưa nghĩ kết hôn, nói không chừng cũng có bệnh. Thẩm Quân Cảnh không bị bệnh gì cả, chỉ là làm trợ lý cho Tang Hiến bận quá thôi. Nhưng nếu chị không nghĩ tới việc lấy chồng, em sẽ không nói nữa. Xe bảo mẫu của Nhiễm Thuật đi mấy vòng, cuối cùng cũng đến tầng một nhà Tang Hiến. Cậu không có thẻ thang máy, bèn đứng trước thang máy nhắn tin cho Tang Hiến, em tới nhà anh rồi. Ít, để anh báo quản lý tòa nhà nhấn nút thang máy cho em, mật khẩu cửa nhà là sinh nhật em. Nhiễm Thuật đợi một lúc, quả nhiên có người đến giúp cậu nhấn nút thang máy. Cậu thuận lợi đến cửa nhà Tang Hiến, nhập ngày sinh nhật của mình, thành công đi vào trong nhà anh. Tang Hiến mở cửa vào trong nhà, liền nhìn thấy Nhiễm Thuật và ba con chó đang cùng nhau ngồi trên sofa xem phim. Nhiễm Thuật còn phàn nàn với con Alaska bên cạnh mình, mày đừng có đẩy tao. Cách đó không xa là bò sữa nhỏ đang ngủ cuộn tròn trên bàn trà. Thấy Tang Hiến đã về, Nhiễm Thuật tranh thủ thời gian vẫy tay, chồng yêu ơi, mau đến đây nào. Tang Hiến cởi áo khoác ngoài, đuổi con Alaska đi, ngồi cạnh Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật lập tức chui vào trong ngực anh, dùng tay anh chặn ánh mắt mình, sau đó nhìn lén màn hình. Màn hình đang chiếu một bộ phim kinh dị, không khí vô cùng căng thẳng, nhân vật chính đang run rẩy khám phá. Nhiễm Thuật vừa sợ vừa muốn xem, ôm tay Tang Hiến mạnh hơn mọi khi. Tang Hiến chỉ có thể tiếp tục xem cùng cậu. Trong phim, con quỷ đột nhiên xuất hiện, dùng búa chém vào ngay trước chân nhân vật chính. Nhiễm Thuật bị dọa đến mức cơ thể run lên, sợ hãi hét lên, địch, 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 sợ thì đừng xem nữa, em nhận làm đại diện. Nhiễm Thuật thở dốc, giận dữ nói, là một trò chơi kinh dị mời em làm đại diện, chính chủ. Đến lúc đó em phải vừa chơi vừa like, em phải rèn luyện bản thân mình từ bây giờ. Livestream đại diện chơi game và Livestream bán hàng là hai loại khác nhau. Một cái là tương tác với fan, nhân tiện để người hâm mộ xem thần tượng của mình chơi game, sẽ rất thú vị. Một cái là moi tiền trong ví của fan, với ý đồ fan phải ra tiền, ít nhiều có hơi hướng, làm tiền. Tang Hiến ôm cậu an ủi, nếu như em sợ quá thì đừng nhận. Em phải kiếm tiền cho anh mà. Cho anh, vâng, anh tìm cơ hội cho em, phía Tô Điểm Điểm mất không ít tiền, em chống đối Hồ Vĩnh Kỳ thật, nhưng bên này em vẫn rất áy náy với anh, muốn bù đắp cho anh. Trái tim Tang Hiến lập tức mềm mại xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, không sao, chút hao tổn này không là gì đâu. Bây giờ nói cũng vô ích, em đã nhận rồi, nếu hủy thì sẽ phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Chị Cao Cần cũng nói, nếu em chơi trò này trực tiếp có thể nổi hơn một chút. Vậy anh cùng em rèn luyện gan nhé. Nhiễm Thuật tiếp tục lấy can đảm xem phim. Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn rực rỡ, không thấy điểm cuối. Trong phòng phim vẫn tiếp tục chiếu, ba con chó, một con mèo, còn có hai người đang ôm nhau.
Nhiễm Thuật vẫn rất sợ hãi, cố gắng chui vào lòng Tang Hiến, như thể dựa vào lồng ngực yêu thích của mình cậu mới cảm thấy an toàn. Cậu nằm trong vòng tay của Tang Hiến một lát, đột nhiên hỏi, tác dụng của thuốc đã tan gần hết chưa? Có lẽ chưa hết đâu. Em không tin, không tin thì em thử một chút xem. Sau tiếng sột soạt, Nhiễm Thuật giật mình, khiếp sợ nhìn Tang Hiến, lâu như thế vẫn còn tác dụng, thuốc này tốt như vậy à? Ừm, do em chọn thuốc tốt, ba con chó bị nhốt về phòng của chúng. Mèo cũng được cho ăn đồ hộp, ăn đến vô cùng vui sướng. Gian phòng chỉ còn lại hai người, đang làm giảm bớt công dụng của thuốc. Dường như bận rộn hơn thì phim kinh dị cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Trong nền âm thanh đáng sợ, Nhiễm Thuật từng tiếng gọi tên Tang Hiến. Ngày hôm sau, Tang Hiến mở to mắt nhưng không thấy Nhiễm Thuật nằm ở bên cạnh mình. Anh không khỏi thắc mắc, tại sao hôm nay Nhiễm Thuật lại dậy sớm như thế? Đưa tay lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn bên trong, anh lập tức tỉnh táo. Cao Cần, tôi đang đưa Nhiễm Thuật về chỗ cậu rồi, sao cậu có thể để cậu ấy làm chuyện này? Anh không hiểu được, hôm qua anh và Nhiễm Thuật chiến đấu hai hiệp sau đó ôm nhau ngủ trên giường, Nhiễm Thuật đã làm chuyện gì rồi? Anh gửi tin nhắn cho Cao Cần nhưng cô không trả lời ngay. Anh chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiểu Tề, lúc nghe máy Tiểu Tề có vẻ đang rất khó khăn, giải thích với Tang Hiến, giám đốc Tang, em đang hộ tống anh Nhiễm ra khỏi vòng vây, chờ ra ngoài em sẽ liên hệ lại. Ừ, được, Tang Hiến chỉ có thể liên lạc với Thẩm Quân Cảnh, hắn cũng rất mơ màng, gì thế? Tao cũng vừa rời giường, Nhiễm Thuật đã xảy ra chuyện gì vậy? Ít, tao cũng đang không rõ. Thẩm Quân Cảnh, đến công ty trước đi, tao sẽ điều tra. Trên đường đến công ty, Tang Hiến lên mạng xem mới biết, sau khi anh ngủ, Nhiễm Thuật lướt Weibo một mình, thời gian là 3 giờ 17 phút sáng. Lướt Weibo thì thôi, cậu còn chửi nhau với anti-fan. Tang Hiến hiểu rõ tính tình Nhiễm Thuật, cậu sẽ không bao giờ chịu thua thiệt. Biết được mình bị mắng, cậu nhẫn nại một đêm, cuối cùng không chịu nổi phải dứt khoát lên mạng xem tình hình. Sau khi xem xong thì kích hoạt mốt đam mê, chiến đấu đến tận sáng. Nhưng tại sao Nhiễm Thuật lại ra ngoài? Hẹn PK offline với anti-fan ư? Năng lực chiến đấu của Nhiễm Thuật không tốt, chắc chắn sẽ kêu anh gia nhập hoặc gọi Tùy Hầu Ngọc giúp đỡ, sao có thể đi một mình đấu fan? Điều này làm Tang Hiến rất khó hiểu. Sau khi vào văn phòng, Thẩm Quân Cảnh cũng mới đến không lâu, mở loa ngoài gọi điện cho Cao Cần tìm hiểu tình hình. Phía Cao Cần dường như mới thoát khỏi vòng vây, cô mệt mỏi vô cùng, nói, đêm qua Nhiễm Thuật tranh cãi với anti-fan lên hot search các cậu nhìn thấy chưa? Thẩm Quân Cảnh nhìn Tang Hiến một chút, thấy Tang Hiến gật đầu mới trả lời, biết một chút. Sau khi Nhiễm Thuật mắng bọn họ, không biết có phải phát điên không, nói muốn đi chùa khai quang bàn phím để lời nói hoàn toàn ứng nghiệm. Sau đó mấy cháu gái lớn chửi nhau cùng cậu ấy phân tích ra được Nhiễm Thuật sẽ đến chùa nên thử đi xem thế nào, không ngờ lại nhìn thấy Nhiễm Thuật kẹp bàn phím đến đó thật. Hôm nay tình cờ là ngày tốt, trong chùa có rất nhiều người, có cả fan của Nhiễm Thuật, sau nghi nghe nói thì lại chạy đến càng nhiều, dẫn đến hiện trường hỗn loạn. Đầu tiên tôi hộ tống Nhiễm Thuật ra ngoài trước, sau đó đến chùa xin lỗi và bồi thường, Nhiễm Thuật còn nhờ tôi thương lượng việc khai quang bàn phím, tức chết tôi. Vốn biểu cảm của Thẩm Quân Cảnh lúc đi gọi điện thoại là nghiêm túc, sau khi nghe xong thì cười phá lên, tiếng cười như một con lừa lại giống tiếng heo kêu, hí hí há há, ừ hư hư, ha 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 ha. Cậu Thẩm, tôi đang báo cáo công việc cho cậu, phiền cậu có thái độ nghiêm túc. Ừm, thật xin lỗi, nhưng mà, ha 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 ha, có thể do điệu cười ngu xuẩn này của hắn rất có sức cuốn hút khiến Cao Cần ở đầu dây bên kia cũng vừa tức vừa buồn cười. Sau khi cười theo liền lẩm bẩm, sự tình không hợp lẽ thường như thế, phát sinh trên người Nhiễm Thuật lại hợp lý vô cùng. Không có vấn đề gì chứ, cần chúng tôi làm gì không? Tôi đã sắp xếp người đưa cậu ấy về đoàn làm phim. Ngoại trừ việc nhà chùa từ chối khai quang bàn phím, những cái khác không có vấn đề gì. Liên quan đến việc tranh cãi với anti-fan, chúng tôi cũng dẫn dư luận sang hướng khác. Nội dung cuộc tranh cãi cũng không có công kích cá nhân hay từ ngữ thô tục, không sao cả. Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho chị. Thẩm Quân Cảnh cúp máy, lại bắt đầu cười to. Tang Hiến ngồi trên ghế xoa trán, một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề đã theo anh nhiều năm. Sao anh lại thích người như thế nhỉ? Có vẻ hai lần là không đủ để Nhiễm Thuật nằm yên. Năng lực chịu đựng của Nhiễm Thuật mạnh hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Tác giả có lời muốn nói, Tang Hiến, ngốc hay không tôi mặc kệ, tôi chỉ thích người này đấy.
Chương 40, Livestream trò chơi kinh dị, nhiễm thuật đi chửi nhau với anti-fan cả đêm, còn đi chùa khai quang cho bàn phím dẫn đến vụ việc hỗn loạn này, đúng là một cú hít. Điều khiến nhiễm thuật tức giận chính là chuyện này thế mà lại bị các web xếp vào loại video hài hước. Cậu bị đá ra khỏi ngành giải trí rồi sao? Có điều Cao Cần đã cấm nhiễm thuật đáp trả lại nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng lén vào xem một chút chứ không nói gì. Kết quả là đêm hôm đó, chuyện này lại bị nhắc tới một lần nữa, chủ yếu là Mạnh Hân Nhã trong phim đã đăng một bài lên Weibo. Mạnh Hân Nhã, hôm nay áp lực lúc quay phim của tôi rất lớn, bởi vì cả ngày nhân vật nam chính đều ở trong trạng thái này, hình ảnh. Trong hình là nhiễm thuật vẫn còn đội tóc giả cổ trang trên đầu, chỉ là phụ kiện trên tóc đã được tháo xuống, trên người cậu chỉ mặc nửa ống tay áo, hai tay cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào đó. Đôi mắt của cậu vốn đã rất lớn, khuôn mặt còn toát lên vẻ non nớt, dáng vẻ như thế mà lại tức giận nhìn điện thoại di động thì chẳng những không khiến người ta chán ghét mà trái lại còn rất đáng yêu. Dưới bình luận là fan hâm mộ của hai nhà và người qua đường đang vây xem. Ha 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 ha, chẳng phải đây là chủ blog hài hước kia sao? Giới thiệu một chút, danh hài, nhiễm thuật tôi nghĩ mãi chẳng ra, tại sao đại nhiễm thông minh như thế mà cứ nhận những vai thông minh vậy nhỉ? Grab lầu trên. Lúc nhiễm thuật không nói không làm gì thì khuôn mặt đó thật sự vừa xinh đẹp vừa thông minh luôn ý. Tôi đã từng nói tôi yêu chú lúc câm điếc, chỉ là bây giờ có vẻ như một bức ảnh mà chú cũng khiến tôi thất vọng rồi. Chú, mặt không thể dùng linh tinh thế được. Nhiễm thuật nhanh chóng xem sang Weibo. Cậu túm vạt áo chạy như điên về phía Mạnh Hân Nhã, rượt theo cô quanh cả đoàn phim. Không lâu sau đó, Master Fansai lại đăng tải một đoạn video ngắn quay lại cảnh nhiễm thuật rượt Mạnh Hân Nhã chạy như điên. Hai người vui vẻ ồn ào 20 phút, cuối cùng sức cùng lực kiệt phải nhờ trợ lý riêng của mình đỡ. Trông có vẻ rất là vui. Từ đó, tên tuổi của CP hài nhiễm thuật và Mạnh Hân Nhã xem như đã vững như núi. Sau khi phim truyền hình đóng máy, nhiễm thuật quay về nhà mình. Trong khoảng thời gian này cậu cần nghiền ngẫm kịch bản mới và chuẩn bị live chơi game kinh dị. Cao Cần đã điều người đến lắp thiết bị cho nhiễm thuật, thậm chí tiến hành bố trí cả phông nền. Bố trí xong, nhiễm thuật bắt tay vào thử máy mới. Nhìn icon shortcut trên màn hình, tâm trạng nhiễm thuật không khỏi nặng nề. Cậu ngồi trên ghế nhắn tin cho Tang Hiến, em vẫn thấy hơi sợ. Ít, hay là anh qua giúp em nhé? Anh ngồi cạnh em, nhiễm thuật nghĩ một hồi cảm thấy ý kiến này không tồi, bèn ngẩng đầu hỏi Cao Cần. Cô trả lời, được. Hai người có thể hỗ trợ nhau nhưng đừng để tổng giám đốc Tang lộ mặt là được. Chị nói thật không đấy? Thật chứ, nói không chừng mấy bác bên A còn vui vẻ tinh tinh thêm đấy. Cao Cần nói xong cười cười, tiếp tục đọc bản thảo trong tay. Nhận được câu trả lời, nhiễm thuật nhanh chóng báo tin cho Tang Hiến, anh tới đi, 8 giờ là em bắt đầu rồi, anh đừng tới giữa chừng đó. Ít, anh hủy bỏ cuộc họp kế rồi, chốc nữa anh qua nhà em. R.S. Vâng. Lúc Tang Hiến tới nhà nhiễm thuật thì cậu đang vội vàng vàng gặm hamburger và đọc lời thoại. Trong khi like cậu phải quảng cáo thật lưu loát trơn tru mới được. Tang Hiến không quấy rầy cậu nữa. Anh nhận lấy ghế do Cao Cần mang tới rồi ngồi cách nhiễm thuật không xa lắm. Chỗ ngồi của anh tuy gần nhiễm thuật nhưng sẽ không lọt vào camera. Đúng 8 giờ, Livestream chính thức bắt đầu. Nhiễm thuật mở máy lên, ngẩng đầu là có thể thấy màn hình phát sóng trực tiếp và làn mưa đạn. Còn trước mặt cậu là máy tính để chơi game. Livestream sẽ chia hai màn hình, một cái là trò chơi, cái còn lại là nửa người của nhiễm thuật. Cậu nhìn màn đạn, mặt mũi cứng ngắc lại. Trong màn đạn là những âm thanh cổ vũ ngập tràn. Chú đừng lo lắng, chú is the best. Chú đang sợ hả? Chú cứ dũng cảm bay, sợ hãi có em lo. Nhiễm thuật hít sâu một cái, sau đó quay về màn hình nói, lần này tôi Livestream là chơi một trò kinh dị, chơi đến khi qua cửa thì thôi. Chưa biết sẽ Livestream bao nhiêu buổi nhưng đây là lần đầu tôi chơi loại game này, thậm chí cũng chưa có chiến lược gì. Từ đầu đến cuối sẽ chỉ tự mình mò mẫm, độ khó rất lớn, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn xem. Cậu nói vậy sau đó ấn vào biểu tượng trò chơi, giao diện đăng nhập hiện ra rồi tiếp tục, trong Livestream này sếp tôi sẽ ngồi cạnh. Không phải tôi muốn tìm người làm cùng, chủ yếu là muốn anh ta xem buổi đầu tiên, thấy tôi kiếm tiền vất vả thế nào. Cậu lẩm bẩm. Nhìn màn hình trò chơi hiện ra nơi bắt đầu, là chỗ giống như một căn phòng bí mật. Cậu bắt đầu thử nhiều chức năng trong khi giới thiệu, đây là tất cả các nút, các bạn có thể tiến lên, lùi lại, điều chỉnh tầm nhìn bằng chuột, cái này cũng khá giống mấy trò chơi thông thường.
phím C là để nhặt đồ tìm thấy được. Tôi không quen dùng như vậy, có thể tự mình cài đặt lại. Tôi sẽ đổi nó thành phím R, sau đó. Đang nói, trước mặt cậu có đưa qua một miếng khoai tây chiên, cậu quay đầu lại nhìn Tang Hiến, há miệng ăn. Trong nháy mắt, màn đạn mất kiểm soát, tay kia là tay ông chủ sao, người tặng đèn mũi cầu vồng ấy. Hẳn là ông chủ rồi, mang xét đá sapphire và kim cương giá 32 vạn một đôi. Phúc lợi cho đảng mê tay, cái tay này tuyệt quá. Sếp ơi, đến đây lấy tay úp vào mặt em được không ạ? Nhanh lên nào. Cái tay kia hình như còn to hơn mặt chú, lòng bàn tay thật cân xứng. Nhiễm thuật vừa mới bắt đầu chơi, mỗi bước đi đều rất lo lắng. Cậu chơi cẩn thận, phân tích cho fan nghe, nên thu thập chứng cứ, manh mối, sau đó thoát khỏi đây. Mà thiết kế cảnh này hình như không. Đang nói thì trong trò chơi phát ra tiếng trẻ con khóc. Theo sự di chuyển của nhiễm thuật thì tiếng khóc có cảm giác từ xa đến gần. Biểu cảm của nhiễm thuật đơ lại trong nháy mắt. Vô cảnh báo sao đâu. Sao cao neng run là một loại cảnh báo năng lượng trong trò chơi. Nhưng bọn mình đã chơi cái này bao giờ đâu. Sao biết chỗ nào có để mà cảnh báo. Nhìn chú đơ luôn kìa, nhiễm thuật dừng lại, đưa tay vuốt mặt, nhìn về phía Tang Hiến như đang xin sự giúp đỡ. Tang Hiến không nói gì, chỉ đút cho cậu thêm hai miếng khoai tây chiên. Nhiễm thuật ăn khoai tây, sau đó hoạt động lại cổ tay vừa nãy đã cứng đờ, tiếp tục chơi. Mình không sợ nó, mình có sợ gì đâu. Mình là ai cơ chứ, là nhiễm thuật, gió xuân thổi trống trận lôi. Mình là nhiễm thuật, mình sợ. À à à à à à, địch mẹ nó. Nhiễm thuật vừa gào thét tự động viên cho mình vừa tiếp tục đi tiếp. Vừa mới chuẩn bị tâm lý xong thì thấy nửa thân người rũ xuống từ cánh cửa. Cậu vẫn bị dọa đến đứng bật dậy. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi màn hình rồi đi tới bên Tang Hiến, ôm anh một lúc lâu. Tang Hiến chỉ có thể an ủi cậu, lúc cầm tay cậu mới phát hiện tay cậu lạnh ngắt. Chắc hẳn cậu đã thực sự sợ hãi. Cao Năng Quân nhớ chỗ này, lúc tuyên truyền nhớ nhắc mọi người. Chú sợ chạy biến khỏi màn hình luôn, sao tôi lại cảm thấy chú đi tìm sếp để được an ủi nhỉ? Sao hai người im thế, đang làm gì đó? Một lát sau nhiễm thuật mới quay lại ngồi trước máy tính để like tiếp. Được rồi, tôi không tin là mở cửa là giết liên tiếp, bây giờ chúng ta vào thôi. Sợ gì chứ, chỉ là trò chơi có gì đáng sợ đâu, bây giờ chúng ta vào xem chỗ này một chút, làm gì có gì đâu. Rất là đẹp, nhìn sang chỗ tiếp theo. Ống kính chuyển một cái, là một bồn tắm to đầy máu. Động tác của cậu tiếp tục dừng lại, bắt đầu cảm thấy gì đó, lẩm bẩm trong miệng, chắc không thể hai lần liên tục được đâu nhỉ. Phải không, nên là chúng ta nhìn chút nào. Nhìn, tôi nhìn đây này. Tầm quan sát của cậu thay đổi nhanh đến nỗi cậu chỉ nhìn một cái rồi quay đi ngay, nhanh chóng mặt. Vừa như nhìn thấy, mà cũng như chưa thấy gì. Tôi xem kỹ rồi, chỗ đó an toàn nhưng có gì đó phập phều ấy. Có phải đứa bé không? Nhiễm thuật nghĩ mãi về việc nhìn chỗ đó thêm lần nữa. Cậu để ý rằng Tang Hiến lại đưa khoai tây chiên tới. Hành động của anh là muốn phân tán sự chú ý của nhiễm thuật để cậu không quá căng thẳng nữa. Cậu há miệng muốn ăn, tay Tang Hiến lại rời đi chỗ khác. Ngây thơ, cậu lườm Tang Hiến một chút, lại muốn ăn lần nữa thì Tang Hiến lại chuyển tay đi. Cậu là ai? Là nhiễm thuật đó, nên cậu tét vào tay Tang Hiến một cái. Tang Hiến không những không tức giận mà ngược lại còn cười nhỏ một tiếng, đưa miếng khoai tây chiên đến bên miệng nhiễm thuật. Lúc thấy chú giơ tay tét, sếp mị đã nín thở, thế mà sếp còn cười hả? Tiếng cười giòn quá, ô mai chú. Cảm giác ông chủ rất cưng chiều chú. Cho em tét một giây ích, chỉ một giây thôi. Cho màn hình lớn là chú với sếp, màn hình nhỏ là game đi, cắt cho em cái. Nhiễm thuật không để ý đến màn đạn, cậu chơi tiếp, đổi góc nhìn về phía bồn tắm. Trong bồn tắm đúng là máu, trên đó có một thứ như cục thịt nổi lên. Nhiễm thuật đang nghiên cứu xem cục thịt này là gì thì thấy nó giật giật, sau đó là tiếng khóc của trẻ con. À, nhiễm thuật bị dọa đến mức hét lên, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra, là một đứa trẻ không thành hình, sao lại như một cục thịt nhão thế này. Không phải là bị mổ lấy ra trước khi phát triển đầy đủ chứ. Đúng lúc nhiễm thuật phân tích, cục thịt trẻ em kia đột nhiên khóc rồi bò ra bên ngoài. Động tác như thể một giây sau có thể bổ nhào lên người cậu, bám dính lấy cậu. Lúc đứa bé bò, chỗ thịt trên má như không giữ được, cứ đung đưa từ bên này qua bên kia, cảnh tượng rất kinh hoàng. Nhiễm thuật sợ đến nỗi khẩn trương điều khiển nhân vật thoát ra khỏi phòng tắm, còn đóng cánh cửa lại trước khi ném con chuột đi. Cậu ấn nút tạm dừng,
ngồi trên ghế một lúc rồi tự nhiên bật khóc, với tay đến Tang Hiến, đương nhiên là đòi ôm một cái. Nhiễm Thuật lại biến mất khỏi khung hình lần nữa, những người xem live chỉ có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng. Sợ chết em rồi, Nhiễm Thuật nghẹn ngào nói, giọng buồn ơi là buồn, dường như là đang nói trong lồng ngực người khác. Sợ thì không lên sóng nữa, ký hợp đồng rồi, hôm nay phải ngồi 2 tiếng. Anh trả tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta không làm nữa. Em chỉ sợ một chút thôi, trò chơi không khó, lát nữa là... Màn đạn bùng cháy trong nháy mắt, đây là thứ có thể nghe miễn phí ư. Ông chủ dịu dàng quá, đang an ủi chú kìa. Giọng trầm mê ly quá, giọng trầm YYDS sao? Sao Yongzhen Jisen, Yongzhen Jisen, Onway the God, mãi là thần. Sợ khóc luôn, không hổ chính là chú. Thấy chú lai chơi game kinh dị là đoán được cái kết liền. Chỉ có mị cảm thấy rất là tốt sao? Chú làm nũng kìa, trái tim em tan chảy rồi. Mọi người vẫn đang xem live nè, chỉ nghe thấy mỗi tiếng, ra trước camera an ủi nhau cho xem miếng hình ích. Hận không thể đi đến đó chỉnh camera, đây là chiếc live bó tay nhất từng xem. Một lúc sau, Nhiễm Thuật điều chỉnh lại độ cao của camera. Mọi người vẫn chưa kịp hiểu đã thấy một người mặc Âu phục ngồi xuống ghế, Nhiễm Thuật đi đến ngồi cạnh người này. Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, trông Nhiễm Thuật cứ như chim non nép vào người ta. Chính là Tây Trang không ai có thể chối từ sao, sao Pro Amway. U phục này, dáng người kia, em xong rồi, dáng người này mặc Âu phục là chuẩn đét. Trong màn hình, người đàn ông mặc Âu phục cầm con chuột, vì ống kính được chỉnh thấp nên họ có thể thấy rõ tay anh. Ngón tay thon dài, bàn tay rất to, thậm chí nhìn bàn tay cũng có thể thấy chủ nhân của nó không hề thấp. Người đàn ông cầm con chuột, tiếp tục chơi. Nhiễm Thuật hồi hộp níu cánh tay người đàn ông. Chỉ vào màn hình như đang chỉ huy, anh ấn nút này để đi tiếp. Vừa nãy anh nghe em giới thiệu rõ ràng rồi. Cái âm thanh này tà giam quá. Cái âm thanh quý tộc gì đây ạ, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng vị trí công thụ. Nhiễm Thuật giải thích với ống kính, không phải là tôi không like nữa, anh ấy giúp tôi qua màn này thôi. Không sao hết, bọn em thích ngắm ông chủ, rời ống kính cao hơn chút có thể thấy ông chủ là tuyệt vời. Chỉ thấy hầu kết thôi mà em cũng đã xong rồi, trong vòng 10 phút tôi muốn in 4 chi tiết của ông chủ. Sao xem Livestream mà cứ như xem phim thần tượng ý nhỉ? Đây là kịch bản à? Người nào nói đây là kịch bản nghĩ nhiều rồi, cứ xem, không phải tôi, đi là biết, lúc diễn trông chú có cảm giác diễn mạnh lắm. Đúng, lúc nào chú diễn một cái là nhìn ra ngay, mị cảm thấy ông chủ này không phải là diễn viên được thuê, khí chất không làm giả được đâu. Tìm được giá Âu phục rồi nhá, số thiên văn Tang Hiến thay Nhiễm Thuật chơi một lát, hình nhưng không có gì nguy hiểm nữa. Lần tiếp theo vào nhà tắm cũng không thấy đứa trẻ đâu. Tang Hiến rất bình tĩnh, thậm chí còn nhìn xuống ống cống xem có phải nó trốn ở đó không. Không có, Tang Hiến lạnh nhạt như vậy khiến Nhiễm Thuật cảm thấy mình cũng làm được, cậu đuổi anh đi. Camera Livestream lại được điều chỉnh lần nữa, Nhiễm Thuật chơi lại từ đầu. Vẫn hò hét động viên mình như cũ, bây giờ chúng ta đi đến phòng tiếp theo. Tôi thấy rồi, tôi mở cửa này, cửa mở rồi, không có gì. Quá là tuyệt, mình đi tiếp. 10 phút sau, Numa khốn kiếp, không chơi nữa. Nhiễm Thuật lại ném con chuột lần nữa. Đúng lúc Nhiễm Thuật đang tức đến nỗi ngực phập phồng, căn phòng bên cạnh chợt nổi lên ánh sáng 7 màu và âm thanh chất lượng kém quen thuộc truyền đến, vận may đến rồi chúc bạn may mắn. Nhiễm Thuật nhìn về phía Tang Hiến, đây xem như là quảng bá sao cho công ty à, sao Chư Du, nó đề cập đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương gia cố tình chèn vào cốt truyện điện ảnh và truyền hình, trò chơi, để đạt được hiệu quả tuyên truyền tiềm ẩn theo Baidu, anh động viên em đấy. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.